Chương 41 Chương 41 6 chữ chân ngôn Converter B Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Khổng lồ bóng nước kéo vĩ tích, bắn trúng rửa mặt kính, hóa thành đầy trời màn nước. Rửa mặt kính rắc một tiếng, lan ra vô số đạo vết trạng nước, dường như một con tài nghệ tinh xảo tri chu cấp tốc ở tấm gương mặt ngoài mở ra một tấm tri chu. Bạch Hóa thành một địa vệt nước. Thoải mái. Thủy vô sắc vô vị cố thái, trạng thái lỏng, trạng thái khí, thực làm ở khắp mọi nơi, sinh linh khởi nguyên. Thủy là chí thiền chí nhu, vi thì lại không hề có một tiếng động, cự thì lại mãnh liệt. Có thể uống lượng mà xuống, có thể dòng nước xiết dũng tiến vào, là thế gian biến hóa cực hạn. Thường thiện nhược thủy Lục tranh tâm tính tự hồ cũng bị thủy vĩ đại và bình thường cảm hóa, yên tĩnh đứng trong phòng tắm, hưởng thụ này nhuận vật hẹp dài không hề có một tiếng động tuyệt diệu cảm thụ có điều loại yên tĩnh này rất nhanh sẽ bị đánh vỡ cộc cộc đốc một tràng tiếng gõ cửa vang lên chờ một chút lục tranh hô một tiếng vội vàng thay đổi y phục mới vừa vừa đẩy cửa ra kỹ yên nhiên này nghi hỉ nghi sân đầu nhỏ luồn vào đến chờ mong nói cá mập ca chúng ta muốn mời ngươi ăn cái cơm mặt sau đứng kỹ ngưng chỉ cùng vương lộ đồng dạng tràn đầy chờ mong nhìn hắn tiếp khách vương hiền tuấn lại có chút khuôn mặt vẻ mặt ở trong phòng tắm tiêu xài không ít khí lực, chính cảm thấy có chút đói bụng đây, lục tranh hào phóng cười một tiếng nói. Không thành vấn đề, chính đói bụng đây. Quá được rồi. Nhật gần hoàng hôn, mưa xối xả đã ngừng lại. Thoải mái tràn trời mưa móc tách ra oi bức, không khí dường như sảm bạc hà đường như thế hơi lạnh. Đi ở nước mưa rửa quá ánh sáng phi thường tảng đá xanh đường, nhìn một đường xanh tươi ướt ác cây cối, ngửi thanh tân cây có mùi vị, tâm tình đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, đặc biệt thấu triệt. Kỷ y nhiên thay đổi thân lục nhạc thủy mặc in hoa công chúa quần, dường như trong rừng tinh linh như thế, một bên nghịch ngợm dẫm phiến đá trên đường vũng nước, một bên cười tủng tỉm hỏi. Cá mập ca, ngươi là làm thế nào đến? Cái gì? Lục tranh kỳ quái nói, dọc theo đường đi hắn cũng sớm đã nói cho các nàng tên, thế nhưng kỷ y nhiên tiểu nha đầu này nhưng vẫn cứ một cái một cá mập ca kỷ y nhiên khuếch đại làm bác thủy động tác nói rào rào bơi a à, theo gió vượt sống quyết chí tiến lên liền lớn như vậy cá trắm đen đều không phải là đối thủ của ngươi lục tranh mỉm cười cười một tiếng nói lẽ nào ta là long vương tam thái tử loại này quốc gia cơ mật phải nói cho ngươi sao ngươi nếu như long vương tam thái tử kỷ y nhiên hì hì cười một tiếng nói này ta là sông tiền đường thập đại kiệt xuất thiếu niên nà thác Na Thác. Đúng rồi, Thâu Tháp Thiên Vương con trai, Kim Thác Mộc Thác đệ đệ. Kỷ Ngưng chỉ tức giận nói, "Đó là Na Tra có được hay không?" Trả lại Kim Thác, Mộc Thác, ta xem ngươi là hài nhờ gần như. "Tỷ, cái này gọi là hài hước ngươi có hiểu hay không?" Kỷ Y Nhiên làm cái mặt quỷ, chạy tới Lục Tranh bên người, lén lén lúc lúc nói, "Cá Mập Ca, ngươi lúc đó cứu ta tỷ thời điểm" có phải là trải qua rất phức tạp rất xoắn suýt tư muốn hoạt động lục tranh bật cười nói đúng đấy ta lúc đó đầu tiên là nhớ tới làm việc tốt không lưu danh lôi phong ca tiếp theo nhớ tới động thân đổ chói mắt hoàng kế quan sau đó là liều mình nổ lô cốt đổng tồn thụy còn có ta gia sát vách phù lão thái thái quá đường cái ba học sinh tốt đại bảo tử cuối cùng ta cổ kim nội ngoại hoa hạ năm ngàn năm giúp người làm niềm vui lịch sử cố sự ôn tập một lần rốt cục lĩnh ngộ cảnh giác thế nhân khích lệ ta đi tới, rọi sáng tương lai lục tự chân ngôn. Kỷ y nhiên hai tay nâng đỡ cầm, nước long lanh con mắt 45 độ ngước nhìn tốt lục tranh, chờ mong nói. Cái nào sáu cái chữ? Lục tranh nói năng có khí phách nói. Không muốn túng, chính là nó. Phù một tiếng. Kỷ ngưng chỉ cùng vương lộ bật cười. Ồ, ta rõ ràng. Kỷ y nhiên đàng hoàng trịnh trọng giơ ngón tay cái lên nói này sáu cái chữ quả nhiên nói ra đối nhân xử thế tinh túy, sau này gì đó đầy mở sư tỷ, du an, một hồi, cùng bạo đồ long bảo đau cường hơn nhiều. Quả nhiên có nghiên cứu, lục tranh khen, lục tranh vốn là bình dị gần gũi tính tình, đoàn người cười cười nói nói, bầu không khí ngược lại cũng hòa hợp, thẳng đến phụ đà sơn trang thiên phủ tử lâu đi đến, thiên phủ tử lâu xa hoa viết phòng ngăn, to lớn bàn chỉ ngồi bốn người, kỹ ngưng chỉ cùng vương lộ vì biểu đạt cảm ơn thế nhưng là xếp đặt n mười mấy món thức ăn, thần mã long hà, cua lớn, sắc hương vị mười phần. Thật nhiều món ăn phẩm, lục tranh thậm chí ngay cả thấy đều chưa từng thấy. Ngồi xuống hàng huyên sau khi, lục tranh liền thành thật không khách khí nếm trải thì trước mặt màu vàng ống canh, dựng thẳng ngón tay cái khen. Này bánh gato làm rất ra sức. Dọc theo đường đi im lặng không lên tiếng vương hiền tuấn trên mặt co giật mấy lần, trong ánh mắt né qua mấy phần cười nhạo vương lộ một ngụm trà thiếu một chút không phun ra đi kỹ yên nhiên cười đến ngửa tới ngửa lui hự nói cá mập ca ngươi quá đùa đây là gạch cua canh không phải bánh ga tô lục trên mặt già đỏ ửng thiếu một chút suý mình một cái tát bánh ga tô bánh ga tô ngươi tại sao không nói đâu bi đây trên mặt nhưng giả vờ trấn định nói không cần để ý những chi tiết này này cá mập ca kỹ yên nhiên cẩn thận tập hợp lại đây cười nói. Ta có thể biết ngươi chụp chụp hào sao? Cái này. Ta bình thường công tác rất bận, không thế nào thượng. Không muốn như thế hẹp hòi a. À. Kỹ y nhiên quệt mồm ba nói. Ta cố ý cho ngươi kiến cái vây cá tiếp viện đoàn, đã đáp ứng ta tiểu bọn tỉ mùi, nhất định phải đem ngươi kéo đến trong đám đến đây. Thật sự, ta chim cánh cục quanh năm ẩn thân, chưa bao giờ phát trạng thái, thuộc về điển hình cương thi hào. Vì sao? Kỷ yên nhiên kỳ quái nói. Ngươi có thể ở phía trên tú tú bức ảnh, tú tú ân ái, làm làm uy thương, bán bán mỹ phẩm thần mã nha, ngược lại ta chim cánh cục vừa mở ra, mặt trên đúng rồi một phiếu vật này. Toán A, toán A, này cho ta cái số điện thoại di động, có được hay không? Cái này không thành vấn đề. Ta đánh một cú điện thoại, ngươi đừng tiếp nha. Kỷ yên nhiên móc ra màu nhũ bạch yêu phong chết, tại chỗ liền muốn bác đánh tới điện thoại di động ta không điện. Ngươi buổi tối lại đánh cho ta đi. Muốn từ bản thân này thượng đại hai thì tranh mua đại mễ một đời điện thoại di động, bởi trong tay vẫn không dư giả, vì lẽ đó dùng đến hiện tại. Căn cứ vào này một chút nhi đàn ông lòng tự ái, lục tranh nói láo. Ồ, vậy cũng tốt. Kỷ y nhiên khẽ mỉm cười, đem điện thoại di động bỏ vào trong tay nãy nói. Không cho phép ngươi tắt máy nha. Hừm, không thành vấn đề. Lục tranh thở phào nhẹ nhõm, vừa làm tao nhã trạng nhét vào trong miệng một con long hà, trong túi tiền rung lên, dễ nghe tiếng chuông reo lên. Hồ lô hoa, hồ lô hoa, một đóa đằng thượng bảy đóa hoa. Lục tranh nhai nghiền ngẫm miệng lập tức cứng đờ, một trận cảm giác mát mẻ, từ chân sau cùng trực lẻn đến trong cổ. Ngươi không phải nói không điện sao? Kỷ y nhiên một mặt quan ức, miệng nhỏ quyệt đều có thể quải dầu bình. Khắc. Cái này, hoa nó lại tự động khởi động máy A, thực sự là quá thần kỳ rồi. Lục tranh phủng điện thoại di động, đầy mặt tháng phục, thuận tiện liếc nhìn dãy số. Cha! Cha, người quá khanh nhi tử đi. Lục tranh vội và ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Này! Cha, làm sao? Đầu bên kia điện thoại trầm mặt một chút, lục quốc vận có chút thanh âm trầm thấp truyền đến nói. Nhi tử, ba nói chuyện khả năng muốn không đáng tin. Mao Văn Đào lấy ngư đường ca hải tử lại đây du thuyết, hứa hẹn cho chúng ta ngư đường lại thêm ba vạn ngũ, mặt khác ở Kim Hoa tên Uyển cung cấp một bộ 90 bình trải qua thích phòng. Lục tranh trong lòng căng thẳng, nói. Ba, ngươi đáp ứng rồi. Vẫn không có. Lục tranh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như cha đã đáp ứng, đồng thời cấm cọc tiêu thỏa thuận, sản sinh pháp luật hiệu lực, đến thời điểm thì khó rồi. Ba, ta đã đặt hàng tiểu long tôm tôm miêu. Ngày mai sẽ trở lại, hồ cá này ngươi nếu như đáp ứng rồi, con trai của ngươi nhọc nhằn khổ sở tích góp đến này mấy mau tiền có thể đều trôi theo nước. Lại nói, 90 bình nhà quá nhỏ đi. Hơn nữa trải qua thích phòng không tốt lắm bán a, nhiều năm hạn hạn chế. Lục tranh gắn cái lời nói dối có thiện ý. Quả thật có chút hơi nhỏ. Lục quốc vận trầm ngâm một hồi nói, hải tử hai ngày nay đi trong nhà chạy vài chuyến ai xem ra mao văn đào đối với hồ cá này nhất định muốn lấy được không dễ làm a à? hiện tại hồ cá này bên trong mười mẫu linh thủy giá trị vượt xa ngư đường bản thân đừng nói là lại thêm một bộ phòng lại thêm mười bộ phòng lục tranh không sẽ bán ra ba ta biết ngươi lo lắng lục tranh tràn đầy tự tin nói này mao văn đào chơi chính là trước tiên binh sau lễ trước tiên chơi hai tay âm đem chúng ta chỉnh sợ sau đó sẽ cho điểm nhiên ngon ngọt chúng ta nếu như cắn vào không hé miệng hắn có thể thế nào ta liền không tin hắn thật sự dám cướp trắng trợn hắn một thôn chủ nhiệm lá gan trả lại không lớn đến mức độ này đi lục quốc vận cười khổ một cái nói nhi tử a à, ngươi là không biết mao văn đào người này hắn làm bảy tám năm bí thư chi bộ này hắc tâm sự tình làm nhiều vô số kể năm ngoái thôn bên cạnh đào thủy cừ trêu chọc Mao Văn Đào, ban đêm liền đi tới một số người lớn, đêm này toàn gia cho đánh vỡ đầu chảy máu, vẫn cứ ấn lại dấu ngón tay dấu tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 42 Chương 42 Dũng Cảm Tâm Cô B Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Trong phòng những người khác đều lễ phép giữ yên lặng, kỷ yên nhiên chi lo lắng lỗ tai, muốn nghe một chút đối thoại nội dung ý đồ rất rõ ràng. Lục tranh liếc nhìn mắt đang ngồi mấy người, cười hồi đáp. Ba, ngươi cứ yên tâm đi. Hắn có than kế, ta có trương lương kế. Hắn nếu như không nể mặt mũi, chúng ta không cần khách khí với hắn. Ta lão lục gia ai đều từng ra, đúng rồi không từng ra oát con vô dụng. Điện thoại bên kia trầm mặt hồi lâu, lục quốc vận một lát mới rốt cuộc nói như con trai của ta. Được, vậy ngươi liền buông tay làm đi, ba cùng mẹ vĩnh viễn là ngươi tối kiên định hậu thuẫn. Lục quốc vận lại bàn giao chút ra ngoài ở bên ngoài cùng chọn mua tôm miêu vận tải tôm miêu chú ý sự hạn, dặn hắn chú ý an toàn nhanh chóng trở về, mới cúp điện thoại. Lục tranh thở vào nhẹ nhõm, trong mắt tràn đầy tự tin cùng kiên định. Mao văn đào loại này địa đầu xà, cũng không ngạc nhiên, người như thế đại thể sinh ở một khá là hỗn loạn niên đại, gian khổ sinh hoạt điều kiện dẫn đến văn hóa trình độ thấp hơn đối với tiền tài cái nhìn đối với bạo lực sùng bái vượt xa hậu nhân có điều ở trước mắt pháp trị càng ngày càng kiện toàn dư luận giám sát lạc giám sát càng ngày càng lớn mạnh hoàn cảnh lớn dĩ vãng những kia ức hiếp lương thiện cưỡng đoạt thủ đoạn cũng không nhất định được đến thông bọn họ nhất định muốn lấy được đối với lục tranh tới nói giống như là tự chui đầu vào lưới tham gia thả câu giải thi đấu trì hoãn ba ngày Lục tranh bỗng nhiên có chút nỗi nhớ nhà tự tiễn, chỉ lo lạc hậu một bước, trong nhà tái xuất biến cố gì, bởi vậy khẩu vị lập tức liền không còn. Kỷ yên nhiên cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Cá mập ca, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Lục tranh lắc đầu một cái, nghiêm túc nói. Kỳ thực các ngươi có thể như thế hữu tâm tìm tới ta, trong lòng ta rất vui mừng. Chứng minh ta cứu hai người tốt, có điều liên quan với cảm tạ đề tài, liền không nên nhắc lại a à, nếu có thể ngồi cùng một chỗ ăn cơm nói rõ vẫn còn có chút duyên phận đúng cá mập ca nói được lắm kỹ yên nhiên gật đầu nói đạo đức tốt không màng danh lợi đây mới là xã hội chính năng lượng vương lộ xuất phát từ nội tâm cảm kích nói lục đại ca cảm tạ ta liền không nói ta cái mạng này là ngươi cứu nếu như sau đó có nhu cầu gì hỗ trợ ta vương lộ tuyệt đối cái thứ nhất đứng ra còn có kỹ tỷ, ta cũng như thế muốn cảm tạ, nàng vì ta thậm chí ngay cả mạng của mình cũng không muốn. Từ nay về sau, các ngươi đúng rồi ta thân yêu ca, thân yêu tỷ. Ân cứu mạng, xác thực có khác biệt với cái khác ân huệ. Người sinh mệnh chỉ có một lần. Kỷ ngưng chỉ ngữ khí có chút trầm trọng nói. Trước đây xưa nay đều không cảm thấy tử vong đáng sợ giường nào, nhưng là đến một khắc đó, loại kia nghẹt thở cảm giác sợ hãi, trực tiếp liền để ta tan vỡ đúng rồi hiện tại, ta một hồi tưởng lại lúc đó gần chết một khắc cảm giác tuyệt vọng, trả lại cảm thấy cả người rét ruông. Lục đại ca, là người để ta cảm nhận được sinh mệnh yếu đuối cùng quý giá, mỗi người đều nên quý trọng trước mắt. Kỷ y nhiên khóe mắt có chút ướt ác, giật giật mũi nói. Lúc đó ta nghe được tỷ tỷ chết chìm tin tức, trực tiếp liền dọa bối rối. Khóc đến nước mắt đều nhanh làm, tuy rằng ta cái này tỷ tỷ có chút ngốc, tính khí rất kém cỏi, đối với ta có chút hung, thường thường bóc lột ta thường thường nghiện ép ta thường thường gõ ta đầu ân, trả lại thường thường ngươi cái tiểu hỗn đảng kỹ ngưng chỉ tú một trừng nói trước hai câu ta trả lại rất cảm động không hai câu ngươi liền lộ ra nguyên hình xem ta trở lại làm sao sửa chữa ngươi kỹ y nhiên xinh đẹp le lưỡi một cái nói ta đây là chỉ đùa một chút hòa hoãn một hồi trầm trọng bầu không khí a à. các ngươi hay nói thêm gì nữa phỏng chừng liền muốn ông đầu khóc trống. Hiện tại đại gia không phải đều tốt mà, chúng ta phải làm nhất đúng rồi kính cá mập ca một chén. Vẫn cười không nói Vương Hiền Tuấn trước tiên nâng chén, phụ họa nói. Ta đồng ý nhiên nhiên lời giải thích, đến đây đi, cộng đồng nâng chén. Một phen cùng chén cạn ly sau khi, bầu không khí bắt đầu sinh động lên. Kỹ y nhiên tiểu nha đầu này, một cái miệng da liếu ra liếu ríu từ đầu tới đuôi nói cái không dừng, tinh tòa, nhóm máu hành vận tinh, yêu thích điện ảnh, yêu thích minh tinh, toàn bộ đều muốn hỏi một cái. Tử đến bán hàm, Vương Hiền Tuấn trắng nõn trên mặt có chút đỏ lên, hiển nhiên đã có men say, bỗng nhiên nói. Lục ca, ở nơi nào phát tài đây? Thân là tử thần, điểm ấy nhi rượu đối với lục tranh tới nói không có ảnh hưởng chút nào, cười nói. Gia Lý Tồn Đại học Thủy sản nuôi trồng hệ tiểu long Tông chuyên khoa. Vương Hiền Tuấn phản ứng một hồi mới nói. Hả, dưỡng tiểu long tôm. Có thể nói như vậy. Vương Hiền Tuấn vỗ vỗ tráng nói. Đúng dịp, ta có cái anh em ở Yến Kinh làm thủy sản bán sĩ, cung cấp Yến Kinh quỷ nhai mấy cái quán cơm, quỷ nhai ngươi biết chưa? Đúng rồi Tây Trực Môn cái kia, tối địa đạo ma cây tiểu long tôm đúng rồi chỗ nào rồi? Nếu không như vậy đi, ta gọi điện thoại, để ta anh em chăm sóc một chút ngươi chuyện làm ăn. Ngươi cứu ngưng chỉ, ta muốn biểu đạt một hồi cảm kích. Lục tranh khẽ mỉm cười, hắn tiểu long tôm ở linh trong nước nuôi trồng, phẩm chất tuyệt đối vượt qua bình thường tiểu long tôm, đúng rồi đô lương bản địa chất lượng tốt nhất tiểu long tôm, e sợ đều vỗ mông ngựa không kịp. Một khi tiếng tâm đánh ra đi, tuyệt đối không lo nguồn tiêu thụ, thậm chí xếp hàng đều không nhất định mua được, cái này gọi là đầu cơ kiếm lợi, không còn hai gia. Có điều đưa tay không đánh người mặt tươi cười, người ta nếu xuất phát từ lòng tốt, hắn không tiện cự tuyệt chỉ được trục trệ cười cười nói đa tạ vương hiền tuấn gật gù rút ra một mã số chuyển được mới nói lưu ca hiện tại bận biểu à nha kết cục a à, không uống nhiều đi ta nơi này có cái bằng hữu trong nhà là dưỡng tiểu long tôm ngươi cho chăm sóc một chút được không nha ta hỏi một chút a à, ngươi chờ lục ca ngươi chỗ nào sản lượng thế nào lục tranh trước từng làm bài tập ước lượng một chốc nói. Mẫu không biết ba, 400 kg, tổng cộng 10 mẫu. Chu kỳ chỉ ít 3 tháng. Vương Hiền Tuấn Thành thật trả lời sau khi, cười nói. Lưu ca, mũi lại tiểu là thịt A, à, ngươi cho chăm sóc một chút, là ta rất tốt một bằng hữu. Hả, vậy được, vậy được, cảm tạ, Lưu ca. Vương Hiền Tuấn cúp điện thoại sau khi, sắc mặt lúng túng nói. Lục ca, chuyện này đến để ngươi oan ức oan ức. Ta này anh em buôn bán làm lớn, mỗi ngày ra hàng cũng muốn ngon hơn mấy tấn, hơn nữa yêu cầu rất cao, ngươi này sản năng có chút tiểu, chất lượng đi, ta không dám nói mò. Như thế đi, vừa nãy Lưu Ca nể tình ta, xem như là đáp lại đến rồi, nhưng mà, có một yêu cầu, ngươi này tiểu long tôm đưa tới, trước tiên cần phải áp 10 tấn tiền hàng, mặt sau tiền hàng, hàng năm một kết. Ngươi thấy thế nào? lục tranh lắc lắc đầu nói ta đây là tiểu bản buôn bán áp không nổi nhiều như vậy tiền hơn nữa đều là tiền mặt lao vào vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là cám ơn hảo ý vương hiền tuấn đem lông mày vẫy một cái nói lục ca ngươi này không phải cho huynh để lúng túng sao đòi tiền đúng không ta cho ngươi đầu tư nhiều không nói bách 800 trăm ngàn ta trả lại cầm được đi ra lục tranh cười nâng chung trà lên thủy khinh nhấp một miếng tiếp tục lắc đầu nói cảm ơn ta đây là trò đùa trẻ con có thể quay vòng mở tạm thời không cần vương hiền tuấn còn tưởng rằng hắn là vì giữ gìn đàn ông tự tôn cồn cấp trên đầu nóng lên nói lục ca hiện tại xã hội này chết no gan lớn chết đói đảm hơi nhỏ trò đùa trẻ con vĩnh viễn không thành tài được buôn bán chú ý cái gì chú ý cái nhân mạch chú ý cái tài nguyên ta có tiền ngươi có kỹ thuật chúng ta có thể kết phường làm, bội coi như ta, tránh coi như ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta nếu như oán giận ngươi, đó là ta Vương Hiền Tuấn không chân chính. Đúng đấy, có tiền đúng là một loại tài nguyên. Ở Vương Hiền Tuấn những người này trong tiềm thức, lục tranh người như thế cùng những kia mặt hướng đất vàng mang hướng lên trời nông dân, một dựa vào thổ ăn cơm, một dựa vào thủy ăn cơm, cũng không lớn bao nhiêu khác nhau, tiện tay vứt cái bách 800 ngàn, cũng đủ để cho bọn họ cảm động đến rơi nước mắt. Trong mắt bọn họ một bộ biệt thự, một chiếc hào xe, thậm chí một khối đồng hồ nổi tiếng, đều đầy đủ nông dân phấn đấu đến mấy chục năm. Lục tranh là kỹ ngưng chỉ ân nhân cứu mạng, Vương Hiền Tuấn chắc chắn sẽ không như cái não tàn con nhà giàu giống như vậy, tại chỗ trào phúng khinh bỉ lục tranh, bởi vì như vậy làm không khác nào tự ô tự hắc, để kỹ ngưng chỉ phản cảm. Thế nhưng loại kia trời sinh cảm giác ưu việt, thúc đẩy vương hiền tuấn vô tình hay cố ý trưng bày lộ mình hơn người một bậc ưu thế chăm sóc lục tranh chuyện làm ăn là giả tăng cao ở kỹ ngưng chỉ trong lòng ấn tượng phân mới phải thật kỹ y nhiên có chút căm ghét liếc nhìn vương hiền tuấn chen lời nói ngươi cảm thấy lấy cá mập ca tính cách là loại kia nội tâm dính đầy hơi tiền người sao đến người ta cảnh giới này khẳng định là tiền tài như cặn bã có đúng hay không lục tranh cười ha ha nói Người đây có thể nói sai rồi, tiền tài nếu như cặn bã, vậy ta chỉ hướng đúng rồi làm một hố rác. Phốc. Kỷ y nhiên mới vừa bỏ thêm khối dầu nhét vào trong miệng, nghe vậy phụ một tiếng thổ đến trên mâm, tức giận nói. Thật đúng, cái gì hố rác, ai nha, thật là ghê tởm. Vậy coi như một cần lao bỏ hung. Một phen nói giỡn sau khi, cuối cùng cũng coi như đem vương hiền tuấn qua loa quá khứ. Tiệc rượu kết thúc, trở lại nơi ở sau khi, lục tranh mở ra cửa sổ, đóng mát mẻ uy phong, say sư hít một hơi, lòng bàn tay triển khai, một giọt ống ánh thủy châu, xoay tròn hóa thành một tầng bốc hơi hơi nước. Vô ngần bầu trời đêm, như đại hải bình thường mênh mông. Lục tranh lòng dạ cũng vô cùng rộng rãi lên, dòng máu của hắn đang thiêu đốt, trong lòng ngực trái tim mạnh mẽ kích thích, tự tin tâm, lòng kiên định, dũng cảm trái tim. Cuối cùng sẽ có một ngày long vào biển, cửu châu thiên địa mặt cho ngao du. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 43 Chương 43 có tôn thủy linh Converter B Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Sáng sớm duỗi ra hai tay, cấp tốc kéo dài màu xanh thăm thẳm màn trời Trong sáng mặt trăng muội muội cùng nóng rực quá dương đại thúc đánh cái đối mặt Liền e thẹn lui về đường chân trời Lục tranh rất sớm rời giường, đẩy nhàn nhạc thần hy, chạy tới trước đó liên hệ tốt tiểu long tôm nuôi trồng căn cứ. Rồng rã vừa giữa trưa, không ngừng không nghỉ ở ba cái nuôi trồng căn cứ khảo sát một hồi, hàng sau ba gia sau khi, lục tranh mới cuối cùng chọn lựa phù đà sơn trang tiểu long tôm. Mười mẫu ngư đường, hắn lựa chọn cá thể khá lớn trĩ tôm, thân dài đều ở hai. 5.3 ly mét, mỗi mẫu nuôi thả 20.000 vĩ, tổng cộng 20 vạn con trĩ tôm, trĩ tôm thành phẩm không không cao, tiêu tốn không tới hơn một ngàn. Thế nhưng cái khác chưa như phân nước, thủy sinh thực vật, vừa miệng mồi lưu chiếm chi khá lớn. Chuyện làm ăn đàm luận rất thành công, ký tên hợp đồng sau khi, lục tranh thanh toán 30% tiền đặt cọc sau khi, nuôi trồng xưởng cùng ngày liền bắt đầu phòng hàng, hứa hẹn hai ngày sau đưa đạt ngư đường, cũng cung cấp kỹ thuật chống đỡ. Hiểu rõ này cọc đại sự sau khi, lục tranh ở nhà ga mua buổi tối hôm đó vé xe trở về, mới phong trần mệt mỏi lại chạy về bích thủy sơn cư kỳ thực hắn vốn là kế hoạch là chọn mua tôm miêu sau khi lại đi hoài âm thị thủy sản thị trường đi một lần tìm kiếm một ít thích hợp hỗn dưỡng loại cá thích hợp điểm hóa quân tôm thế nhưng hắn lo lắng ngư đường sự tình chậm thì có biến vì lẽ đó từ bỏ kế hoạch trở lại bích thủy sơn cư hơi làm nghỉ ngơi nếu như thả câu thi đấu quyết định trọng tái hắn liền trực tiếp lùi tái về nhà căn bản không để ý này năm ngàn khối có điều sự tiến triển của tình hình ngược lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngày hôm qua thi đấu tổ ủy hội triệu mở cuộc họp khẩn cấp, trải qua dài đến 7 tiếng thảo luận sau khi, làm ra một cái quyết định. Thả câu giải thi đấu tái trình sửa chữa, do hai ngày 6 tràng biến thành một ngày 3 tràng, ngày thứ hai thi đấu thành tích toàn bộ hết hiệu lực, thi đấu thứ tự căn cứ ngày thứ nhất thi đấu thành tích là chuẩn. Liên quan với câu vị ngư bê bối, thi đấu tổ ủy hội ba vị cấp quốc gia trọng tài, nhất trí cho rằng nhất định phải nghiêm tra được hung thủ bắt tới nghiêm khắc xử phạt bằng không hoài âm thị câu hiệp phù đà sơn trang thi đấu tổ ủy hội hoạt động chủ sự phương bộ mặt thế tất chịu ảnh hưởng ngũ hồ câu cá kênh tiết mục trải qua cục du lịch cục phó từ trung điều đình sau khi đồng ý tiết mục một lần nữa biên tập do thiên chính thức thi đấu tình hình chung đổi thành thiên hướng đại chúng câu cá giải trí tiết mục không có cái gì long trọng trao giải nghi thức thi đấu tổ ủy hội người làm chủ viên tính chất tượng trưng chúc mừng một hồi lục tranh, phần thưởng đồ đi câu cùng 50.000 khối tiền mặt giao cho hắn sau khi, liền làm qua loa. Đối với kết quả như thế này, lục tranh không có nửa điểm nhi bất mãn, hắn vốn là không muốn quá sao chiêu diêu, đối với những thứ ngỗ ngang kia trình tự khá là phiền chán, ngược lại chỉ cần 50.000 khối tới tay, cái khác phiền phức càng ít càng tốt. 50.000 khối, giảm đi lui tới chi tiêu cùng tiểu long tôn thành phẩm, lại còn rất nhiều lợi nhuận xem như là không uổng chuyến này đơn giản thu thập một hồi hành lý lục tranh mới nhất theo mới thị trấn mua một đại rương hành lý chạy tới hồ hồng trạch tìm cái bí mật địa phương sau khi hơi chuyển động ý nghĩ một chút một xanh thẩm giáp sát vào dĩ nhiên nổi lên mặt nước hình thể dĩ nhiên tăng trưởng đến kinh người dài nửa mét tôn thủ nắm đấm thép thật giống một tiểu chùy sắt thần thái cực kỳ uy vũ lộ liễu các tiểu vương quốc a đập thống nhất có cuốn ngạn ngữ nói hóa bi phẫn ra sức lượng hóa tính muốn làm thức ăn muốn đầy ngập hóc môn không chỗ bạo phát lưu năng hiển nhiên câu này ngạn ngữ chấp hành phi thường triệt để đặc biệt là cặp kia đen tỏa sáng con ngươi xem ra cũng bắt đầu mạo ánh sáng xanh lục lục tranh có thể bảo đảm như lưu năng lớn như vậy tước vĩ bọ ngựa tôm trên thế giới chỉ cái này một con có thể tưởng tượng lưu năng một khi bị công chúng biết được nhất định gây nên to lớn náo động, hy hữu giá trị, xem xét giá trị, giá trị nghiên cứu, tuyệt đối khó có thể đánh giá. Thế nhưng, một khi nó bị phát hiện, đồng dạng chạy không thoát phòng thí nghiệm cắt miếng kết cục. Để cho an toàn, Lục Tranh cố ý mua vali sách tay, bên trong bỏ thêm trữ túi nước, thậm chí ngay cả xe lửa cũng không dám làm, mua vé xe là giá rẻ khí vận, có thể trên đường lên xe, né qua an kiểm. Đem lưu năng thả như vali sách tay sau khi, Kiểm tra phong kính tính sau khi Lục tranh mới trở về phòng Chuyển hóa một phần linh thủy Để hóa giải lưu năng đường dài bôn ba khổ sở Bây giờ vạn sự đã chuẩn bị Chỉ thiếu về nhà Trước lúc ly khai Lục tranh trả lại khác có một ít chuyện muốn làm Trong tay nhấc theo một tinh xảo đóng gói hộp Lục tranh khấu vang lên Hoàng Minh Đức cửa phòng Vị này hòa ái dễ gần Tâm tính rộng rãi lão nhân Để hắn phi thường khâm phục vì lẽ đó cố ý chuẩn bị chút đặc biệt lễ vật, đến đây nói lời từ biệt. Đi vào. Cửa phòng cũng không có khóa lại, lục tranh đẩy cửa đi vào, trong lúc đó cửa sổ sát đất trước một tấm tiểu bàn, một ăn mặc màu trắng đồng phục thái cực lão nhân, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ non xanh nước biếc, tay cầm một cây bút lông, chính múa bút vẫy mực. Trải ra tờ giấy thượng, trùng điệp thanh sơn, dập dần lục thủy, lanh lạnh bích cây, mỗi một bút đều không hàm hồ, ngay ngắn có thứ tự sôi nổi trên giấy. Tấm này họa trên căn bản đã hoàn thành, tự hồ không có bổ sung cần phải. Lục tranh lễ phép đứng ở một bên, yên tĩnh chờ đợi. Hoàng Minh Đức xuất thần nhìn chầm chầm ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cầm bút lên, ở trên nhánh cây tinh tế miêu tả ra một con chính đang đề gọi chim hoàng oanh, giống y như thật, linh động phi thường, có thể nói vẽ rộng điểm mắt chi bút. Sau khi hoàn thành, Hoàng Minh Đức mới đưa bút thả xuống, quay đầu trùng tốt lục tranh khẽ mỉm cười nói ngươi xem bức tranh này của ta làm sao lục tranh gãi đầu một cái ngại ngùng nói giống ta loại này thưởng thức trình độ chỉ có một từ đẹp đẽ hoàng minh đức cười nói ngươi tiểu tử này đúng là thành thực vô cùng ta còn thực sự sợ ngươi nói ra cái gì đầu bút lông thoải mái xa gần thỏa đáng hỏi chuyện đến đây vậy còn không như hai chữ đẹp đẽ đây nói tới thư họa đến, hoàng minh đức hứng thú khá nùng, phất tay ra hiệu lục tranh ngồi xuống sau đó, thần thái ngóng trông nói: bắc tề nam hoàng, cận đại hòa sĩ vô ra thứ hai người chi bên phải, ta này trình độ còn kém xa a, à, đúng rồi, người bạn nhỏ, ta đến chúc mừng ngươi thu được quán quân. lục tranh ung dung cười một tiếng nói: lão tiên sinh, trong này thủy có bao nhiêu hỗn, đại gia ngài không phải không biết. câu cá chuyện này ta cảm thấy vẫn là chú ý cái tâm tình vì danh thứ dụng hết thủ đoạn, thuộc về bỏ gốc lấy ngọn. Đối đầu. Hoàng Minh Đức gật đầu cười nói. Thuyền cô độc thoa lạp ông, đọc câu hạng gian tuyết. Một chiếc thuyền cô độc, một đuôi cá trắm đen, một bình rượu ngon, du tam giang, hiện ra ngũ hồ, mênh mang đợt trung chiếm được do. Đây mới là câu cá nên có thú vị. Lục tranh cười hắc hắc nói. Lại có thêm một đỏ nhang làm bạn, chẳng phải mỹ tai tiểu tử ngươi. Hoàng Minh Đức không nhịn được cười cười nói. Thú vị nhi, thú vị. Nếu ta tuổi trẻ thượng mấy chục tuổi, sợ cùng ngươi nghĩ tới không khác nhau chút nào. Bồi tiếp hoàng lão trời Nam Biển Bắc Hàng Huyên một lúc, lục tranh mới chân thành nói. Hoàng lão, có thể cùng ngài nhận thức, đúng là ta lần này thả câu thi đấu lớn nhất thu hàng. Ta lần này đến, là hướng về ngài nói lời từ biệt, ngoài ra còn có một phần lễ vật nho nhỏ đưa cho ngài. Lục Tranh mở ra trên bàn đóng gói hộp, lộ ra một quyển sách cổ, Tây Hồ Ba Tháp Kỷ. Kỳ thực hắn ở dạo thị trấn thời điểm, liền dự định chuẩn bị cho Hoàng lão chút lễ vật, thế nhưng đưa đồ bổ có vẻ quá tục, đưa danh nhân tranh chữ lại quá đắt, cuối cùng nhớ tới Tỉnh Long Vương trong thư phòng mấy quyển ngôn tình tiểu thuyết, mới mừng rỡ trong lòng. Này bản nói là sách cổ, miễn cưỡng xem như là thanh trung kỳ thành thư, bên trong cố sự cũng không phải nguyên sang. Chỉ xem tên có chút như là du ký, nhưng trên thực tế này bản, Tây Hồ Ba Tháp Kỷ, là cái chân thực ngôn tình cố sự, vẫn tương đối trọng khẩu người, thú. Giảng giải Phủ Lâm An Hậu sinh hề tuyên tán luyến thường xà yêu bạch mão nô ái tình cố sự. Cũng chính là ai cũng khoái phụ nữ trẻ em đều biết tên ái tình cố sự, bạch nương tử truyền kỳ, nguyên hình cố sự. Này bản sách cổ là lượng lớn in ấn chế phẩm, niên đại không tính cửu viễn, giá trị thực tế có hạn, thế nhưng là rất có thu gom giá trị. Hoàng Minh Đức đầu tiên là chối từ một hồi, nhưng là chờ hắn tay xoa phong bì thời điểm, chân mày nhẹ nhàng vẫy một cái, không nhịn được nắm lên, tinh tế nắng vuốt trang sách. Quyển sách này là Long cung đồ vật, bản thân là phàm vật, nhưng trải qua Long cung linh khí thoải mái, Long vương gia lật xem tìm tòi, tự có một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được lịch sử trầm trọng khí tức. Hoàng Minh Đức tinh tế lật vài tờ, nhẹ nhàng ngửi một cái trang sách tỏa ra mùi thơm giữa hai lông mày đã trải rộng sắc mặt vui mừng có chút yêu thích không buông tay nói trả lại đúng là kiện thứ tốt ngón này cảm mùi vị này hẳn là vị kia văn hào trên bàn sách báo lục tranh khẽ mỉm cười thầm nghĩ trong lòng đây chính là đứng đắn thần tiên sổ tay hoàng minh đức có chút lưu luyến nói không được không được quá quý trọng nhưng là lại thực sự âu yếm vô cùng đột nhiên trong mắt sáng ngời vỗ bắp đùi nói như vậy đi ta đem vừa nãy làm bức họa này đưa cho ngươi xem như là trao đổi bằng không ta cũng không thể nhận lấy được rồi lục tranh thoải mái nở nụ cười lại có chút ngượng ngùng nói hoàng lão nghe nói ngài là thư họa đại gia có thể hay không giúp ta viết vài chữ dễ như ăn cháo hoàng minh đức cười nói ngươi muốn viết cái gì Lục tranh cân nhắc một hồi nói. Ta gần nhất dự định mở cái ngư dân nhạc, chủ yếu là dưỡng tôm, ngài xem có hay không cái gì thơ cổ danh ngôn, khá là thích hợp. Hoàng Minh Đức hơi suy nghĩ một chút, đứng thẳng người lên, triển khai một bộ tờ giấy, chấp bút trầm ngâm một hồi, viết như gió, chữ viết tan thương, đầu bút lông cổ kính, bút thức miên hoàng, hình chữ kỳ diệu, lưu loát tám cái đại tự. Đến thạch khê nhuận, có tôm thủy linh. Viết xong bức chữ này, Hoàng Minh Đức che lên tư ấn, đột nhiên hỏi. Ngươi này ngư dân nhạc thích hợp điếm tên. Trả lại không nghĩ. Tốt lắm, đưa liền cho ngươi đưa cái đầy đủ hết. Hoàng Minh Đức trầm ngâm một hồi, viết viết xuống ba chữ. Đến thạch cư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 44 chung 44 đại hải rất lớn converter bi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đắc thạch, đắc thất. Hoàng Minh Đức Ngữ trọng tâm trường nói. Chiếm được hờ hững, thất chi thản nhiên. Sủng Vinh không sợ hãi, đi ở vô ý, người bạn nhỏ, nhìn ngươi sau đó ghi nhớ này hai chữ, được mất trong lúc đó, tất cả một lòng, mất đi có lúc cũng không ý nghĩa thất bại, thu được cũng không ý nghĩa thành công, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, vẫn tâm không tiếc. Chính là nguyệt có âm tình tròn khuyết, nữ có không mang thai không dục, việc này cổ khó toàn. Lục tranh rất tán thành gật gật đầu nói. Ta nhớ kỹ. Bái biệt Hoàng Minh Đức, lục tranh ông ba quyển quyển sách ở trong hành lang đi rồi không bao xa, đối diện đi tới một người mang kính mắt hào hoa phong nhã người trung niên, xem ra có chút quen mắt, nên đúng rồi tổ ủy hội công nhân viên. Hai người sai thân mà qua thời điểm, người kia lơ đã nhìn lướt qua lục tranh, đi trước đi mấy bước, mới vừa bước đến hoàng lão trước cửa dự định gõ cửa thời điểm, đột nhiên cảm giác thấy có cái gì không đúng, quay đầu lại hô. Tiểu tử, chờ một chút. Lục tranh không hiểu ra sao quay đầu lại. Người kia điểm điểm trong lòng ngực của hắn cuộn tranh, nghi ngờ nói. Đây là... Hoàng lão làm. Ừm. Thật sự. Người kia chân mày nhảy một cái, mặt lộ vẻ kinh sắc nói. Này ba quyển đều là... Đúng vậy. Lục tranh không hiểu ra sao nói. Có vấn đề gì không? Người kia có chút khó có thể tin vọng tốt lục tranh, Hiếu Kỳ nói. Tiểu tử, ngươi. Ngươi cùng hoàng lão quan hệ gì? Lục tranh trong lòng bừng tỉnh, xem ra hoàng lão danh khí thật không nhỏ à, từ người này nóng bỏng hâm mộ trong ánh mắt, liền có thể thấy được chút ít. Có điều hắn cùng hoàng minh đức quan hệ, nói trắng ra liền đã gặp mặt mấy lần, tán gẫu khá là đầu cơ thực đang không có chỗ đặc biệt nào. liền khiêm tốn cười một tiếng nói, không có quan hệ gì, cũng chỉ là gặp mặt một lần. gặp mặt một lần. người kia đầy mặt không tin, cười nói, tiểu tử, gặp mặt một lần, hoàng lão liền có thể tặng ngươi ba bức tranh chữ. ha ha. vẻ mặt đó rất rõ ràng, ngươi nghĩ ta là kẻ ngu si à? có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại ta là tin. lục tranh biểu môi xoay người muốn chạy. Người kia sửng sốt một chút, khẩn hai bước, ngăn ở lục tranh trước mặt, ngượng ngùng nói. Tiểu tử, có thể cho ta nhìn một chút không? Cũng chỉ liếc mắt nhìn, liếc mắt nhìn. Lục tranh nhíu mày nói. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Cái này. Người kia cười làm lành nói. Ngươi yên tâm đi, chỉ bằng ngươi cùng hoàng lão quan hệ, ta không dám khanh đồ vật của ngươi a, à, thật sự, ta người này đặc biệt yêu thích hoàng lão tác phẩm hội họa, ngươi liền để ta xem một chút đi. Thấy hắn một mặt cười làm lành khát vọng dáng dấp, lục tranh vốn là tâm tính rộng rãi, đơn giản hào phóng tạo ra này phó tranh sơn thủy, nói. Họa chỉ có như thế một bộ, còn lại chính là hai bức chữ, liền không cho ngươi xem. Người kia vội vàng đem mặt đến gần, đầy mặt si mê nhìn một chút, liên tục khen. Diệu, quá là khéo. Đặc biệt là này con tiểu hoàng ly, có thể nói vẽ trong điểm mắt A Tân. Mặt vị dư âm. Bá một hồi, lục tranh tác phẩm hội họa thu cẩn thận, cười dài mà nói. Đã đến giờ. Người kia đầy mặt nóng bỏng, xoa xoa tay nói. Cái này, tiểu tử, thương lượng một chuyện có được hay không? Này tấm tranh sơn thủy, ta rất yêu thích. Lục tranh sắc mặt lạnh lẽo nói. Ngươi muốn xem, ta cho ngươi xem, đã rất đạt đến một trình độ nào đó, cái khác không bàn nữa. Vừa dứt lời, quay đầu bước đi. Ai, tiểu tử, ta ra 60 ngàn, không, 80 ngàn, 80 ngàn ngươi tặng cho ta. 90 ngàn. Ai, ngươi đừng đi, đừng đi. Ở người kia kêu gào trung, lục tranh bước vào trong thang máy, là một người thưởng thức trình độ chỉ dừng lại ở tiểu gà mổ thóc độ loại này đẳng cấp văn nghệ thanh niên, lục tranh thầm nghĩ trong lòng. Bé ngoan không được, không nghĩ tới như thế một bức họa lại trị hơn 8 vạn, quả nhiên là nghệ thuật vô giá. Hành lý đã chuẩn bị được, lục tranh trở lại tranh chữ gói kỹ sau khi, liền cổng lấy hành lý, kéo cửi vali sách tay xe đặt chủng lưu năng đồng học, chuẩn bị về nhà. Đi xuống lầu đi không bao xa, trước mặt liền nhìn thấy kỹ ngưng chỉ cùng kỹ y nhiên hai tỷ muội chính đang bích thủy sơn cư cửa chính nơi, trong tay nhất theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. kỹ y nhiên vừa thấy lục tranh đi ra, nhất thời trên mặt vui vẻ chào đón quệt mồm ba nói cá mập ca ngươi quá không có suy nghĩ a à, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi đây lục tranh vỗ vỗ ba lô nói đang muốn đi a à. kỹ yên nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống nói thật muốn đi a à, lại chơi hai ngày chứ lục tranh cười hì hì một tay làm cái phật lễ nói nữ thí chủ quả đất tròn ngày sau tự có duyên pháp Please, let me go xin hãy cho ta đi lão nạp trả lại vội và trở lại tìm sư thái thảo luận phật pháp đây Kỷ y nhiên quệt mồm ba nói ba tàng ca ca lẽ nào như ta như vậy trí tuệ cùng khuôn mặt đẹp đều xem trọng chính nghĩa cùng cơ trí hóa thân thiếu nữ xinh đẹp không giữ được ngươi sao lục tranh cười nói sắc tức là không không tức là sắc nữ thí chủ ngươi hà tất như vậy chấp nhất đây lão nạp theo gió mà đến theo gió mà đi xin mời để lão nạp làm một hào hiệp Mỹ Nam tử đi. Kỷ yên nhiên, che mặt mà khấp, nói. Ba tàn ca ca, ngươi thật là lãnh khốc, thật vô tình, tốt a à không nể tình. Kỷ ngưng chỉ biệt bị cười biệt mặt đều thành màu tương, rốt cục không nhịn được xì một tiếng bật cười nói. Này, hai người các ngươi thẳng thắn đi diễn hài kịch mảnh được rồi, thực sự là tuyệt phối. Tốt rồi, không nói chuyện cười thoại. Lục tranh nghiêm mặt nói nhà ta thật có chút việc gấp, không đi nữa liền không đuổi kịp về nhà hai đường ô tô. Kỷ ngưng chỉ rõ ràng có chút thất vọng nói. Như vậy a? À. Xa xa vương lộ nhất theo một bao đồ vật, vội vội vàng vàng chạy tới nói. Lục đại ca, ngươi muốn đi rồi chưa? Ừm. Kỷ yên nhiên ở lại chút cầu xin giọng nói. Cá mập ca, lại lưu một ngày có được hay không? Hôm nay là ta tỷ sinh nhật đây. Đúng rồi, đúng rồi. Vương Lộ nói theo: "Nơi này phong cảnh rất tốt, tối hôm nay chúng ta chuẩn bị sinh nhật dạ hội đây, ngươi liền lại lưu một ngày đi." Lục Tranh kinh ngạc nói: "Thật sao?" Đánh giá chung quanh một hồi, vừa vặn thoáng nhìn bên cạnh trong vườn hoa mở ra một đống không biết tên màu vàng tiểu hoa, đưa tay bẻ một chi, đưa tới nói: "Ta xác thực phải đi rồi, đã mua xong vé xe. Nhưng mà, vẫn là chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, happy birthday." cảm ơn kỹ ngưng chỉ tiếp nhận tiểu hoa lễ phép cười một tiếng nói vậy chúng ta liền không trì hoãn ngươi thời gian thuận buồm xuôi gió hữu duyên lần sau gặp vương lộ cầm trong tay tay cầm túi nhét vào lục tranh trong tay có chút ủ rũ nói vậy cũng tốt có điều điểm ấy hơi nhỏ tiểu tâm ý ngươi nhất định phải nhận lấy bằng không bằng không chúng ta liền đuổi tới trong nhà của ngươi đi ngay mặt cảm tạ một hồi được rồi Lục tranh không làm bộ, thoải mái tiếp nhận tay cầm túi, quay về ba người gật đầu nói. Non xanh còn đó, nước biết chảy dài, sau này còn gặp lại. Dứt lời, liền tiêu sái dắt hành lý xoay người rời đi. Kỷ y nhiên vọng tốt lục tranh bóng lưng, có chút quể oải nói. Cá mập ca quá hào hiệp đi, hoàn toàn không thấy ba người chúng ta mỹ nữ thịnh tình mời. Kỷ ngưng chỉ thở dài nói. Mỗi người đều có cuộc sống của chính mình a. À? mắt thấy lục tranh liền muốn biến mất ở góc đường, kỹ yên nhiên đột nhiên chạy trốn vài bước, hai tay hợp thành kèn đồng nói. Cá mập ca, ngươi gia ở Giang Thành nơi nào a? À, được nghỉ hè chúng ta đi nhà ngươi làm khách. Giang Thành, đắc thạch cư. Chỗ góc đường truyền đến một tiếng trả lời. Kỹ yên nhiên tại chỗ đứng một lát, thở dài nói. Thực sự là như gió nam tử A. À? Khí vận đường dài, còn lâu mới có được xe lửa tọa thoải mái. Lục tranh một đường vừa đi vừa nghỉ, trên đường trả lại cùng các vị hành khách đồng thời đến ven đường trong rừng cây nhỏ gắn phao trạng thái lỏng phân, trải qua sau 7 tiếng, rốt cục thuận lợi trở về Giang Thành. Gọi xe thẳng đến Mao Gia Truân, lục tranh liền hành lý đều không lo lắng đi trong nhà thả, liền chạy đến ngư đường bên cạnh, đánh mở tay ra vali. Hỏa kìm lưu minh tự hồ cảm ứng được lục tranh trở về, cấp tốc nổi lên mặt nước, dưới khố cưỡi nó gần nhất vừa thuần phục vật cưỡi tâm ông Long Vương bắp đùi dông ngư. Chỉ thấy trên mặt nước một con giáp sát đỏ tươi, vung vẫy hai con hỏa kìm, hình thể hơn 60cm to lớn tiểu long tôm, theo gió vượt sóng, bồn ba đến. Lục tranh sợ hết hồn, hiện tại trời còn chưa tối đây, nếu như bị người nhìn thấy, phiền phức liền đánh, vội vã khẽ quát một tiếng. Hạ xuống, ngươi đưa ta biết điều một ít. Vâng, bệ hạ. Chính dương nanh múa vuốt diễu võ dương oai tinh tướng Phạm Lưu Minh, lập tức xẹt một hồi từ dông ngư thượng lăn xuống đến, chán nạn ẩn vào trong nước, bơi tới thủy một bên. Ồ! Lục tranh sững sờ, mấy ngày không gặp, Lưu Minh càng nhưng đã nắm giữ cơ bản nhất ý niệm truyền, lại có thể tiến hành đơn giản giao lưu. Lập tức bừng tỉnh, cái gọi là điểm hóa, bản thân liền là giao cho quân tôn trí tuệ linh tính, mà này ti linh tính vốn là đến từ lục tranh thần thức, trí tuệ bắt nguồn từ lục tranh tri thức, bởi vậy tài năng nắm giữ cơ bản giao lưu chỉ cần có thời gian, bọn nó hoàn toàn có thể như một người như thế đi câu thông. Và ly sách tay vừa mở ra, chỉnh bảy tiếng không thấy ánh mặt trời lưu năng, lão đảo lăn tới trong nước, xem ra như là có chút say xe. Tôm cũng sẽ say xe. Mấy ngày không gặp, hỏa kìm lưu minh hình thể có mức độ lớn tăng trưởng, so dài nửa mét lưu năng càng lớn hơn một vòng, bỗng nhiên thấy như thế cái kỳ dị quái đảng đồ vật lăn ra đây, theo bản năng mở ra cái kiềm, cảnh giác lên. Bọ ngựa tôm dáng dấp xác thực cùng tiểu long tôm không giống nhau lắm, tối thiểu liền mang tính tiêu chí biểu trưng tôm ngao cũng không có. Lưu năng còn giống như không hoảng quá mức nhi đến, uống say bình thường loạn tròa loạn choạng, hướng về hỏa kiềm lưu minh lão đảo quá khứ. Hỏa kiềm lưu minh linh hoạt lóe lên, phát sinh phẫn nộ ý thức nói. Ngươi mù sao? Lưu năng rơi xuống tới linh trong nước phản ứng một lúc, lại phát sinh đơn giản ý thức. Ta là tôm A muốn chết. Lưu Minh bãi mở võ thuật gia tư thế, hai con tôm ngao làm bạch hạt lưỡng xí hình. Lưu Năng ở hồ hồng trạch bên trong càng rỡ quen rồi, hơn nữa một khang dục hỏa vốn là ức đến muốn nổ tung, lập tức thẳng tắp thân thể, song quyền cấp tốc đánh ra, phát sinh vù vù tiếng xé gió. Lục tranh đã sớm cười văng, không lên tiếng ngăn cản. Hung hăng vây xem, võ thuật gia Lưu Minh vê quyền anh tay Lưu Năng. Chỉ thấy Lưu Minh một lúc bạch hạt lưỡng xí, một lúc hắc hổ thật lòng, lưu năng bước tiểu nát bộ, không ngừng bên trái trực quyền, bên phải trực quyền. Sau 5 phút, lục tranh ngáp một cái, lưu minh cùng lưu năng cùng nhau một cái giật mình, hướng về đối phương xông tới, sau đó. Phi thường thân mật hổ tiếp xúc với nhau xúc tu, dùng đơn giản nhất ý thức bắt đầu rồi hữu hảo đối thoại. Lưu Minh Ngươi là nơi nào đến? Lưu Năng Đại Hải Lưu Minh Đại hải là hình dáng gì? Lưu năng. Ừm. Đại hải, đúng rồi, đúng rồi, rất lớn, rất lớn. Lưu minh. Phí lời. Lục tranh thiếu một chút một đầu té ngã trong nước đi. Hai người các ngươi, không muốn như thế đùa bức có được hay không? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 45 chung 45 phản kích bắt đầu converter bi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nhìn hai cái thông minh cảm động hữu nghị vạn tuế quân tôm, lục tranh không nhịn được cười cười lên. Lưu Minh cả ngày ở tại ngư đường cùng một cái ngốc manh dông ngư làm bạn, phỏng chừng sớm liền cảm thấy muộn hoảng. Lưu Năng càng thảm hại hơn, chính là hóc mon vụ nổ lớn thời kỳ, ở hồ hồng trạch hóa thân độc hành tôm. Lục tranh đầy đủ ý thức được tinh thần kiến thiết cùng lông cung kiến thiết tầm quan trọng, nhất định phải hai tay trảo, hai tay ngành hai ống tề xuyên. Dặn dò Lưu Minh cùng Lưu Năng an tâm ở ngư đường đóng giữ, cũng nghiêm chính hứa hẹn, ít ngày nữa sẽ có 20 vạn tiểu đệ cung bọn họ chuyện cười, phái một hồi cô quạn. Lưu Minh cùng Lưu Năng lúc này mới vô cùng phấn khởi, một trước một sau cưỡi dông ngư rời đi. Lục tranh nhìn này mười mẫu ngư đường, trong đầu né qua lưu năng vậy đơn giản trắng ra nhưng nhắm thẳng vào hạt nhân một câu nói. Đại hải, rất lớn, rất lớn. Ngư đường, rất nhỏ, rất nhỏ. Là thời điểm hướng về càng cao hơn cầu thang bước vào, hướng về càng quang minh tương lai xuất phát. Đại hải, chờ ta, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân bơi qua ngươi mỗi một góc, sau đó trang nghiêm nghiêm túc nói cho tất cả mọi người sáu cái chữ. Đại hải, thật sự rất lớn. Nhất theo hành lý về đến nhà, trước tiên cùng cha mẹ báo cái bình an, sau đó trong bồn tắm thả mãn thủy, thư thư phục phục nằm tiến vào. Tâm thần trầm tĩnh, ẩn vào Long Cung. Long Cung một như lần đầu gặp gỡ thì như vậy huy hoàng, thế nhưng duy nhất không giống, đúng rồi Long ỉ mặt sau thủy văn đồ thượng, có thêm một nhỏ bé nhưng lập lòe u lam điểm sáng. Tinh tế quan sát một hồi thủy văn đồ, lục tranh xác định hai cái khoảng cách gian thành không xa hai cái sông lớn nhánh sông, căn cứ hắn ấn tượng, trong đó một cái nên đúng rồi nhiễu thanh giang thị mà qua thanh thủy hà, khác một cái nhưng là giang thành tây giao đông trần trang trong ngọn núi hưng trung hà. Này hai cái hà so với dài lâu mênh mông hoàng hà trường giang tới nói, thực làm không đáng nhắc tới. Lục tranh cũng không phải là chưa hề nghĩ tới trực tiếp từ đại giang đại hà bắc tây, nhưng luyện ra long khiếu tử châu sau khi mới phát hiện ý nghĩ này khá là ngây thơ. Sông lớn là một cái lưu động huyết mạch, càng rộng rãi càng là mênh mông, khó khăn kia ngày càng lớn chỉ có một cái nguyên nhân lưu động thủy vô thường thế nhưng có tổng thế liền như mọi người thường nói ngạn ngữ thủy đi thấp nơi lưu ngư đường chi thủy tù với một gốc có thể dựa vào lông lân dễ như ăn cháo chuyển hóa thế nhưng nước sông lớn tuôn trào không thôi ngươi trước một giây mới vừa luyện hóa linh thủy một giây sau hãy cùng bọt nước lăn lộn đi ra ngoài mãi đến tận đi vào đại hải Linh thủy là Long Vương cội nguồn sức mạnh, cách càng xa linh lực càng yếu, mãi đến tận tụ hợp vào đại hải, từ từ thất lạc. Hoàng Hà cùng trường gian này hai cái hoa hạ động mạch, hoàn toàn không phải một đáy giếng Long Vương có thể điều động, mạnh mẽ luyện hóa không khác nào lâu tuốt không xạ, uổng phí di bê sức lực. Ngư đường là lục tranh cất bước bình đài, dựa theo kế hoạch của hắn, là muốn đem ngư đường phát triển trở thành tập thả câu, ăn uống, giải trí làm một thể tính tổng hợp sản nghiệp, hơn nữa là vì cha mẹ chuẩn bị. Chỉ cần ngư đường tiếp xúc ẩn lo, đi vào quỹ đạo sau khi, hắn sẽ vui vẻ làm cái hất tay trưởng quỷ, chạy về phía mới địa phương. Thanh Thủy Hà cùng Hưng Trung Hà khoảng cách gian thành khá gần, thủy thế yếu kém, hơn nữa vì thoát lũ, dọc theo dòng sông xây dựng không ít chống lũ đập chứa nước, là lục tranh bước kế tiếp thích hợp nhất bình đài. Các đại gia đã từng viết quá. Bước chân quá to lớn dễ dàng lôi kéo trứng. Lục tranh nhất định phải đoan chính tâm thái, làm đến nơi đến chốn, từng bước một từ ngư đường đến đập chứa nước, từ đập chứa nước đến nhánh sông, từ nhánh sông đến sông cái, từ sông cái đến trường giang, đến hoàng hà, bước hướng về mục đích cuối cùng địa, đại hải. Nhìn hoa hạ đại địa này như mau tâm huyết quản bình thường nằm dày đặc sông lớn hồ hải, lục tranh trong mắt tràn đầy phấn chấn cùng tự tin, một ngày nào đó, này da bị nẻ thủy văn đồ, sẽ tái hiện màu xanh thăm thẳm huy hoàng. Long cung bản thể hiện nay cùng lục tranh hòa làm một thể, chỉ cần có đủ lớn thủy vực là có thể hoàn toàn đem đều hiện ra, lính tông tướng cua là có thể vào cung cuối chào, trùng kiến trật tự. Ở Long cung ước mơ sướng nghĩ đến hồi lâu, lục tranh mới miễn cưỡng khôi phục lại yên lặng, từ trong Long cung lui ra thần thức. Mặc quần áo tử tế từ phòng tắm đi ra ngoài, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, qua loa lấy ít thứ giật nóng cái bụng, lục tranh liền ngồi trước máy vi tính bắt đầu tìm tòi liên quan với thanh thủy hà cùng hưng trung hà thủy văn tình huống, cũng ghi chép ven đường đập chứa nước phân bố, nghiên cứu cái kia đập chứa nước tương đối thích hợp bắt đầu. Đầu tiên là lục tranh đã từng đi qua giả câu đập chứa nước, nơi nào còn có một cái cá măng còn chờ điểm hóa. Nhưng giả câu đập chứa nước quản lý bộ ngành là giang thành thủy lợi cục, thuộc về quốc gia chống lũ trữ nước lũ chiến lược cấp trực thuộc đập chứa nước, quan phủ sẽ định kỳ thanh lý ngư đường, gieo rắc cá bột, nhận thầu cho tư nhân đến độ khả thi khá nhỏ. Mỗi ngày lén lén lúc lúc đi vào luyện hóa thủy mạch, tóm lại không phải kế lâu dài, húng hồ quân tôn quy mô trưởng thành, bị người phát hiện xác suất liền càng lúc càng lớn. Tư nhân đập chứa nước hoặc là có thể tư nhân nhận thầu đập chứa nước, vị trí không quá huyên nháo, cố gắng là yên lặng một ít. Đây là luật tranh chọn đập chứa nước tiêu chuẩn. Quyển định mấy cái đại khái thích hợp đập chứa nước sau khi luật tranh bắt đầu tinh tế nghiên cứu lên nhận thầu kế hoạch nhận thầu đập chứa nước cần tài chính, liên quan với này là trước mắt hắn tối không phát sầu. Bạc vật này rất tốt rất hữu dụng, chỉ ít ở trước mắt tới nói là không thể rời bỏ. Cho tới kiếm tiền biện pháp thì lại hạ bút thành văn. Đơn giản nhất đúng rồi bán nước suối, ngư đường linh thủy vừa ra, thủy chất tuyệt đối vượt qua cái gì tuyết sơn băng tuyền, trường bạch sơn, hoành đại băng tuyền, u đo giác loại hình nước suối. Nhưng coi như thủy chất tuyệt hảo, nếu muốn ở hoa hạ đại địa toàn diện áp chế rất nhiều xưởng thương, là không hiện thực, chí ít ở trong ngắn hạn là không hiện thực. Huống chi, lục tranh thân là thủy quân, kế thừa thần vị, đi bán nước suối cũng quá buồn cười. Tham gia bơi thi đấu, thu được Olympic kim bài. Tham gia câu cá thi đấu, toàn quốc lượng một vòng, liền kiếm lời bồn mãn bát mãn. Người một khi bị danh lợi vây quanh, cả ngày đứng đèn flash, hết thảy việc riêng tư đều sẽ không chỗ động tàng chỉ sẽ trở ngại lục tranh nhằm phía đại hải bước tiến. Thủy lợi vạn vật mà không tranh. Lục tranh muốn làm rất đơn giản, thuận thế mà thôi. Đến cần tài chính thời điểm, dù cho liền môn đều không nghĩ ra, liền trực tiếp từ long cung sò biển bảo trên giường khu hà xuống hai khối bảo thạch, đều đầy đủ sử dụng. Cộc cộc đốc. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Lục tranh vội vã quá đi mở cửa, nhưng là ra bên ngoài vừa nhìn, một bóng người cũng không có đang buồn bực thời điểm, dưới bàn chân có đồ vật nhẹ nhàng đâm đâm hắn. Hỏa kiềm lưu minh cùng nắm đấm thép lưu năng, song song đứng ở trước cửa, ngẩng lên tôn thủ, 45 độ giác ngước nhìn hắn. Có việc khởi bẩm, vô sự đi cầu. Nắm đấm thép lưu năng đâm đâm hỏa kiềm lưu minh, hỏa kiềm lưu minh run cầm cặp một hồi, dùng tôn ngao lại đâm đâm lưu năng. Hai người các ngươi gia hỏa, đến cùng đang dở trò quỷ gì? Hỏa lưu minh đánh bạo truyền đến ý thức nói bệ bệ hạ đại hải đến cùng là ra sao a à? kinh nhờ này hai quân tôm trả lại ở xoắn suýt đại hải đến cùng là ra sao lưu năng lặp lại bệ hạ ta nói đại hải rất lớn sau vài cái ngư đường còn lớn hơn hắn không tin xì một tiếng lục tranh bật cười có điều vĩ nhân từng nói tri thức thay đổi vận mệnh thấy bọn họ lòng hiếu kỳ như thế dồi dào, muốn biết mạnh như vậy, trong lòng thật là vui mừng, hướng bọn họ ngoắt ngoắt tay nói. Đến đây đi, đi vào, ta để cho các ngươi mở mang cái gì là chân chính đại hải. Mở máy vi tính ra, lục tranh tiện tay một liên quan với hải dương phim phóng sự, đập vỗ bàn nói. Nhìn lên đi. Kết quả là, hai con đại long tôm tranh trước khủng sau đẩy ra trước máy vi tính, tập trung tinh thần nhìn chầm chầm màn hình làm này một mảnh mênh mông màu xanh lam xuất hiện ở trong màn ảnh, lấy chụp xuống tình thế không ngừng theo đường chân trời, về phía trước nhanh chóng được tiến vào, cho tới màn hình biến thành một mảnh màu xanh nước biển, bọc nước, hải âu, viễn dương cano từ từ né qua hỏa kiềm lưu có thể kiên trì nhìn 20 giây, không nhìn được dùng tông nhau khoa tay một hồi màn hình máy vi tính to nhỏ, gõ gõ lưu năng. Đại hải lại lớn như vậy. Lưu năng đâm đâm màn hình máy vi tính, dạy ra nói. Đại hải, ngươi làm sao lục tranh một trận phát điên chưa kịp hắn mở miệng giải thích trong túi tiền điện thoại vang lên điện báo đường ca lục hải này tiểu tranh ngươi trở về đúng hải ca có việc gì thế lục hải cười nói làm sao không có chuyện gì ca liền không thể gọi điện thoại cho ngươi a à, ăn cơm không a à, quãng thời gian trước ta khá bận chưa kịp cho ngươi tiếp đón gió mới vừa rảnh rỗi ngươi lại đi xa nhà hôm nay rảnh rỗi đi ta ở trong tiệm cơm định gian phòng ngươi cũng không thể đẩy a à, hai anh em ta hảo hảo tụ tụ tập tới lục tranh do dự một chút lục hải là hắn đường ca giao tế rộng hiện ra gần nhất ngư đường một chuyện đúng rồi hắn từ trung điều giải xem ra bữa cơm này mục đích rất rõ ràng phỏng chừng là từ cha nơi nào được ý tứ ngư đường đã giao cho mình toàn quyền phụ trách vì lẽ đó ăn một bữa cơm thăm dò một hồi ý tứ. Ngư đường đầu độc, sỉ nhục cha mẹ. Những này thù hận, lục tranh có thể một chút đều chưa quên. Hầu thiên tông miêu đi tới, cũng là đến phản kích khởi sướng thời khắc. Không có bất kỳ điều giải khả năng, ghi nợ trái đều muốn như thế như thế trả lại trở về. Lục hải kiên trì chờ đợi một lúc, ngữ khí ngượng ngùng nói. Tranh tử, có chuyện gì chúng ta gặp mặt lại nói ta có mấy cái bằng hữu muốn quen biết một chút ngươi cùng ngươi kết giao bằng hữu mao văn đào không đúng là uông quần hoa chứ ừm lục hải có chút lúng túng lập tức lời thề son sắc nói yên tâm đi tranh tử chúng ta thân yêu hai đứa ta cũng không phải để ngươi chịu thiệt đúng rồi đem chuyện này ôn hòa nhã nhặn tâm sự mà thôi được ở nơi nào ta lập tức đến chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàn thư viện bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 46 Chương 46 đơn phương đi gặp Converter B. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tứ hải tửu lâu, gian thành xa hoa nhất thứ quán cơm. Trang trí hoa lệ, phục vụ nhiệt tình, chỉ là này cửa tiếp khách tiểu thư, cũng làm người ta sáng mắt lên. Lục hải làm trung gian giật dây người, đến sớm nhất, chính ở trong phòng chờ đợi. Lục Tranh cưỡi bình điện xe lão đảo chạy tới Tửu lâu, đầy mặt thông dong đẩy cửa mà vào, tiếp khách tiểu thư thì lại một mặt bản hiệu thức mỉm cười, lễ phép đẩy cửa ra. "Tiên sinh, mấy vị." Ăn mặt khéo léo đại sảnh người phục vụ chào đón, đầy mặt ôn hòa mỉm cười. Mở cửa ấp khách, đây là làm ăn cơ bản nhất đạo lý. Trong truyền thuyết khinh bị ánh mắt, ánh mắt bắt nạt, từ chối mở cửa chờ chút mắt chó coi thường người khác hành vi giống nhau cũng không có phát sinh đại gia đều không phải não tàn, người ta nếu tới đây cái quán cơm ăn cơm, liền khẳng định có đến đạo lý, coi như ở không đáng chú ý, vạn nhất người ta có một hai thành tựu lớn bạn tốt đây. Người phục vụ một đường ở lại đi tới nhã, lục tranh đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy béo trắng lục hải một mình ngồi ở bên trong. Đến rồi. Lục hải mỉm cười đứng lên đến, đi tới cho hắn đến rồi cái ông ấp nói. Hai anh em ta có thời gian bao lâu không đồng thời tọa quá, đến có non nửa năm đi. Lục Tranh cười ha ha nói, ca, ngươi lại mập a, à, này trọng tải, nhìn xem ngày liền quá thoải mái. Thoải mái cái gì a? À? Lục Hải kéo tốt Lục Tranh ngồi xuống, cười khổ nói, đều là mập giả tạo, mỗi ngày phạm ăn, hầu hạ xong vị lãnh đạo này, còn có vị lãnh đạo kia. Những ngày tháng này người ngoài xem ra hâm mộ, nhưng cái quái gì vậy đúng rồi chịu tội. Nghe Lục Hải oán giận một lúc. Lục Tranh mới nghiêm mặt nói. Ca, Uông Quần Hoa đến cùng lai lịch gì? Ta nghe nói hắn trượng nhân trước đây lăn lộn không sai. Ừm. Lục Hải cho Lục Tranh đưa cho điếu thuốc, mình điểm một nhánh, gật đầu nói. Hắn trượng nhân trước đây ở phía nam hỗn quá, nghe nói là trên đường. Thập niên 80-90 tọa quá lao, sau đó ở chúng ta gian thành làm cái sòng bạc, thu rồi quần tiểu đệ, sau đó lại làm KTV hội sở, xem như là một nhân vật có điều nghe nói hiện tại lão, sống yên ổn hơn nhiều. Ta đã thấy hai lần, cả ngày cười hiếp mắt, không nói cho ngươi sự tình của hắn, ngươi vẫn đúng là không thấy được hắn đã từng là trên đường. Lục tranh hít sâu một hơi, gật đầu nói. Mèo già hóa cáo, hắn đây là hỗn rõ ràng, càng lợi hại. Không phải là à. Lục hải tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói. Nói thật cho ngươi biết, hắn ở ta gian thành cơ bản xem như là cái giáo phụ cấp nhân vật phía dưới có hai khuê nữ, uông quần hoa cưới già trẻ, có hắn trượng nhân tráo, hắn mới hỗn lên. Hắn với hắn trượng nhân quan hệ thế nào? liền như vậy chứ? Lục Hải hít một hơi thuốc lá nói. Không bằng đại con rể, nghe nói uông quần hoa yêu trêu hoa gẹo nguyệt, vợ hắn là cái bình giấm chua, ở hắn trượng trong mắt người không thế nào thụ tiếp đãi Ồ! Lục Hải còn tưởng rằng Lục Tranh nghe được uông quần hoa năng lượng, sẽ thay đổi chủ ý, hơi có chút tận tình khuyên nhủ nói. Tranh tử, ngươi trả lại không tiến vào xã hội, không biết bên trong thủy sâu bao nhiêu, không cẩn thận ngã chổng vó, cả đời này đều phá hủy. Lục tranh chơi trong tay cái bật lửa, ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, trầm mặt không nói. Lục hải còn muốn tiếp tục khuyên hai câu, ngoài cửa đã vang lên người phục vụ bắt chuyện âm thanh. Uông lão bản, bên trong nhi xin mời. Cửa phòng đẩy ra, tiến vào tới một người ăn mặc hắc áo sơ mi quần tây dày da đàn ông, thân cao gầy, trường đúng là cùng nhau rồng rã, có điều một đôi dài nhỏ lông mày sơ sơ tán tán, mỏng manh mắt một mí, một đôi hắt thiếu bạch nhiều nhãn cầu, có chút sắc mặt tái nhợt, tự hồ có hơi tửu sắc quá độ, cả người có loại phi thường âm vụ cảm giác. Ở sau người hắn theo một ăn mặc màu trắng bao mông áo đầm, vóc người nóng nảy mỹ nữ, trang dung khá là yêu diễm, một con đại đại cuồng sóng quyển, phong trần khí mười phần. Lục Hải liền vội vàng đứng lên thoái vị, trên mặt chất lên nụ cười nói Hoa ca, người đến rồi Uông quần hoa đầu tiên là cười tủng tỉm gật gật đầu nói Được đó, hải tử, tứ hải tử lâu, đẳng cấp không sai A gần nhất lại phát tài Kéo huynh đệ một cái A Vừa nói chuyện, con mắt của hắn nhanh chóng quét mắt Lục Tranh Lục Tranh vẫn cứ người không liên quan như thế yên tĩnh ngồi, thưởng thức cái bật lửa liền không hề liếc mắt nhìn hắn một chút. Dễ bàn, dễ bàn. Lục Hải sắc mặt có chút lúng túng đem uông quần hoa lui qua chủ tọa mới ngồi xuống giới thiệu. Đây là ta đệ, Lục Tranh. Ồ. Uông quần hoa híp mắt lại nhìn tốt Lục Tranh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hải tử, ngươi này huynh đệ thật giống có chút sợ người lạ a à, mới từ trường học đi ra đi. Đúng, đúng. Lục Hải hướng Lục Tranh nháy mắt ra dấu cười khan nói hắn mới vừa tốt nghiệp không bao lâu xã hội thượng sự tình trả lại đều không học được đây ồ uông quần hoa ánh mắt lấp lóe thật dài ồ một tiếng ý vị thâm trường nói lập tức liền sẽ học được sau đó từ trong túi tiền móc ra một gói thuốc lá dù bận vẫn ung dung xé ra đóng gói lấy ra một điếu thuốc ném đến lục hải trước mặt cười nói hải tử nếm thử lão mỹ tạo cảm tạ Hoa ca. Quân quần hoa bán rượu xuống mí mắt xem xét Lục Tranh một chút, móc ra một điếu thuốc, nhưng thật giống như thất thủ giống như vậy, thuận tốt Lục Tranh trong tay lăn tới trên đất, đầy mặt giả cười nói: "Mẹ so, vứt thử." Lục Hải biểu hiện lập tức liền sốt sắng lên đến, bàn dẫm dẫm Lục Tranh chân, cầm lấy thực đơn nói: "Hoa ca, gọi món ăn, gọi món ăn." Lục Tranh rốt cục di chuyển, nửa đường đem thực đơn tiệt hạ xuống, mở ra nhìn qua lạnh lùng nói. Món ăn ở đây làm sao có thể phù hợp uông lão bản khẩu vị nhi đây? Người phục vụ, các ngươi nơi này có thịt chó sao? Người phục vụ tự hồ cảm giác được bầu không khí thật giống là lạ, có chút sốt sắng gật đầu nói. Có. Vậy thì đến một bàn thịt chó hắc bạch phối. A, à, người phục vụ đầy mặt không hiểu ra sao nói. Tiên sinh, món ăn này chúng ta nơi này thật giống không có. Cái này đơn giản a. À? Lục tranh khép thực đơn lại, chậm rãi xoay người nói. Bán bàn hát cẩu thịt, bán bàn bạch câu thịt, hát bạch phối. À, người phục vụ đầy mặt kinh ngạc. Có câu nói, thịt chó thường không được tịch. Lục tranh yêu cầu khiêu khích ý vị mười phần, buông quần hoa một thân hát, người phụ nữ kia một thân bạch, không phải là hát bạch phối à. Ngồi ở uông quần hoa người phụ nữ bên cạnh, lông mày nhíu lại, tràn đầy bất thường nộ khí. Uông quần hoa một cái đè lại nàng tay, một mặt không có vấn đề nói. Được, người phục vụ, liền theo tiểu huynh đệ này nói thượng, một bàn thịt chó. Cái này. Uông quần hoa cười gằn nhắc lời nói. Món ăn điểm, dân rượu đi. Liền 1573 đi. Ồ, nha. Tốt, tốt. Người phục vụ tráng gia nhập đều chảy mồ hôi, vội vã lùi ra. Người phục vụ vừa đi, trong phòng nhất thời rơi vào tĩnh mịch lục hải hiện ra có chút đứng ngồi không yên thân là người nhà họ lục hắn đương nhiên rõ ràng lục quốc vận cùng lục tranh hai phụ tử đều ương ngạnh cùng ngưu như thế uông quần hoa để hắn giật dây thời điểm hắn liền chối từ quá nhiều lần cuối cùng thực sự không có cách nào mới đáp ứng vốn là bữa cơm này hắn liền không ôm cái gì hy vọng sớm hãy cùng uông quần hoa đánh qua dự phòng châm nhưng là lại không nghĩ rằng lục tranh dĩ nhiên kiên quyết như vậy hoàn toàn một chút mặt mũi cũng không cho. Sau đó căn bản là đàm luận không xuống đi. Mãi đến tận thịt chó vào bàn, Lục Tranh mới lắc chén rượu, nói. Uông lão bản, có chuyện cứ việc nói thẳng đi, ta không có thời gian. Uông quần hoa hít mắt tinh, giơ ngón tay cái nói. Được, thật thoải mái. Vậy ta cứ việc nói thẳng, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ra giá đi. Hải tử mặt mũi lớn như vậy, ta không thể không cho lục tranh trào phúng nở nụ cười lắc đầu một cái uông quần hoa khóe miệng đồng dạng trào phúng nở nụ cười đưa tay từ trong áo sơ mi móc ra dây chuyền vàng tiếp đó tần tần đi trên bàn vỗ một cái thẳng nhiên nói nhận thầu phí lại bồi thường ba vạn ngủ một bộ trải qua thích phòng còn có ta này đều dây xích mười hai mươi ngàn. đủ sao lục tranh lắc đầu xẹp miệng nói ý của ta là không bán đem người gia tổ truyền ra bảo bối thêm vào không bán. Uông quần hoa trong mắt hung quang lóe lên, bên cạnh hắn bạch y nữ đã sớm không kiềm chế nổi, cầm chén rượu lên, một mặt hung tương, tức miệng mắng to: mẹ nó ngươi à cái bức, ngươi lôi cái gì lôi? Hoa ca cùng ngươi ngồi xuống đàm luận, đó là hoa ca cho ngươi ca mặt mũi, ngươi thật có cho rằng ngươi bao lớn mặt a, à, không tìm cái tấm gương chiếu chiếu, liền ngươi này cũng bức đạo đức. Bột một tiếng lục tranh chén rượu trong tay bị miễn cưỡng bóp nát, pha lê tra tử rắc rắc ở lòng bàn tay bên trong, chậm rãi ép thành mảnh vỡ tử, sau đó vỗ vỗ tay tùy ý mảnh vỡ rơi ra một chỗ, trên tay dĩ nhiên không mất một sợi tóc. Lục hải lập tức đứng lên đến, đè lại lục tranh vai, sốt sắng nói. Tranh tử, đừng kích động. Ta sát, uông quần hoa rõ ràng lấy làm kinh hải, biểu hiện lập tức sốt sắng lên đến. Có thể bóp nát cái chén người, hắn không phải chưa từng thấy thế nhưng có thể đem pha lê cặn bã ép thành mảnh vỡ mà không mất một sợi tóc người hắn chưa từng thấy quá này nữ cũng có chút nhi đờ ra không thể tin được con mắt của chính mình lục tranh chút nào không ý định động thủ hướng về uông quần hoa quỷ bí nở nụ cười vỗ vỗ tay đứng lên đến vỗ vỗ lục hải bả vai nói ca ta đi trước ngươi sớm một chút nhi trở lại ai tranh tử tranh tử lục hải vội vã đi theo ra ngoài này bạch y nữ có chút nghĩ mà sợ vỗ ngực một cái le lưỡi một cái nói hóa ra là cái đồ bị thịt dọa ta một hồi một phá ngư đường lôi cái gì lôi giữ lại cho ba mẹ hắn tung cho cốt đi uông quần hoa ánh mắt lấp lóe gằn giọng nói ngươi biết cái gì sẽ chó cắn người là sẽ không gọi lục hải chung quy là không có ngăn cản lục tranh chuyện này bằng triệt để đàm luận vỡ hắn cũng có chút nhi phát sầu, chờ hắn trở về phòng thời điểm, Uông Quần Hoa cũng đã rời đi. Uông Quần Hoa cùng bạch y nữ bước ra tửu lâu, cảnh giác bốn phía nhìn một chút, mới tiến vào màu trắng Audi thế thao trung. liền ở tại bọn hắn ngồi xuống trong nháy mắt, mấy chút vệt nước rơi vào trên mui xe, dần dần ngưng tụ biến hình. Uông Quần Hoa đầu tiên là ở KTV chơi hơn 2 giờ, sau đó đổi đến một chỗ trà lâu đợi đến ngọ dạ 12 giờ mới đi ra, cuối cùng giác bạch y nữ lái xe một đường mở hướng về thành trung thôn cuối cùng tiến vào một gian tư nhân biệt thự trong nhà để xe nửa giờ hậu một ăn mặc màu đen mũ sam che khuất mặt bóng người đi tới biệt thự sau tường dưới chân tường diện từ trong ngực của hắn chạy ra hai cái bóng đen chạy tới chân tường nhi dưới đấy bệ hạ tường thật cao làm sao đi tới án chừng túi quần lục tranh ngẩng đầu nhìn biệt thự lầu hai thêm phòng hộ sáng hồng nhạt ánh đèn cửa sổ một tay phất lên, từ hắn bên chân không xa đường nước ngầm bên trong xuyên tới một luồng hiện ngưng giao trạng dòng nước, trực tiếp Lưu Minh cùng Lưu Năng lấy đi tới. Phòng hộ mắt rất nhỏ, Lưu Minh cùng Lưu Năng treo ở thanh sát thượng, thò đầu ra đi vào trong nhìn xung quanh, hồng nhạc rèm cửa sổ mặt sau hai cái bóng đen chính cuốn quyết cùng nhau, truyền đến ừ a à a à âm thanh. Hai tên này xem xét nửa ngày, xúc tu trùng điệp, bắt đầu giao lưu lên. Lưu Minh Bọn họ đang làm gì? Lưu Năng. Ở đánh nhau đi. Lưu Minh. Cái kia bổng bỗng là cái gì? Lưu Năng. Hẳn là vũ khí. Lưu Minh. Gọi thật thê thảm. Lưu Năng. Đúng đấy, đúng đấy. Lục tranh khóe miệng công lên. Ngày mai bọn họ sẽ gọi càng thảm hại hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 47 Chương 47 đê tiện ta Converter B Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Mọi người đều biết, đùng 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 là quảng đại cô nam quả nữ củi khô lửa bốc môn phi thường nóng lòng một hàng trên giường tập thể hình vận động, có thể thiêu đốt K.LO, hoạt động gân cốt, sung sướng tâm tình, đạt đến tinh thần cùng thân thể song trọng thỏa mãn. Là một người độc thân uông, Lục tranh nghe xong cũng có chút nhi thay lòng đổi dạ. Có điều may là, Uông quần hoa dưới khố đại bảo kiếm kiếm thế nhanh như chấp giật, không tới 5 phút đồng hồ thời gian, liền kết thúc chiến đấu, vân thu vũ nghĩ. Trong phòng vang lên cái bật lửa điểm yên âm thanh, trầm mặt một hồi, người phụ nữ kia nhỏ giọng nói. Hoa ca, chúng ta lúc nào mới có thể dài tương tư thủ A, mỗi ngày quá cuộc sống như thế, ta có chút lo lắng đề phòng. Uông quần hoa qua loa nói gấp cái gì? Này lão cậu đừng xem lão, lợi hại lắm, hội sở cùng sòng bạc bơm nước, đến hiện tại đều không cho ta nhúng tay. Này phải đợi tới khi nào a? À? Người phụ nữ kia làm nũng nói. Vì cùng ngươi, ta cùng ba mẹ ta đều nháo bài, hiện tại nhưng là không nhà để về, ngươi đến dưỡng ta. Nhanh thôi, sắp rồi. Uông quần hoa hơi không kiên nhẫn nói. Chung lão bạn muốn nhúng tay gian Thành, ta này trạm kế tiếp trả lại không đánh tốt a à đây đem lục gia ngư đường đoạt tới tay kiến thành thả câu viên sẽ đem sòng bạc mấy cái ông chủ lớn kéo qua sau đó ta liền không cần thụ này lão cậu uất khí có chung lão bản này cái núi dựa lớn hắn có thể làm gì ta hoa ca ta xem tiểu tử kia là quyết tâm không bán a à, có thể được không kha kha nóng ruột ăn không được nhiệt đậu hũ uông quần hoa có chút đắc ý âm thanh truyền đến nói liền nhà hắn này cùng bức dạng để mau ngủ mau sáu theo lần trước như vậy nhiều cho hắn ngư đường thêm giờ nhi gia vị ta nhìn bọn họ có thể háo tới khi nào hoa ca lần trước sự tình cảnh sát liền lập án vạn nhất nắm lấy mau ngủ mau sáu thanh ngươi khai ra làm sao bây giờ a à? yên tâm đi bảo bối uông quần hoa ba một cái cười hắc hắc nói có chung lão bản cái này đại hậu trường đây có thể có chuyện gì? Hồ cá này sớm muộn là ta vật trong túi, sòng bạc mấy vị ông chủ lớn vốn là đối với này lão cẩu bơm nước phần tử có ý kiến, chỉ cần đem bọn họ kéo đến chúng ta bên này, hắc, sau đó a, à, này gian thành đến cùng ai định đoạt, còn chưa chắc chắn đây. Này lão cậu số tuổi lớn hơn, cũng nên về hưu. Uông quần hoa cũng không biết nghĩ tới điều gì không có chuyện gì, khà khà nở nụ cười hai tiếng, bỗng nhiên nói. Bảo bối, nhanh cho ta làm làm, sấn thời gian còn sớm, trở lại một phát. A, à, còn muốn A. À. Phí lời, này hoàng kiểm bà thật vất vả về chuyến nhà mẹ đẻ. Sau đó liền lại là một trận tất tất tác tác ừ a a âm thanh. Lưu Minh. Lại đánh tới đến rồi. Lưu Năng. Đúng đấy, đúng đấy. Lục tranh nhưng không tâm tình lại đi nghe xong, bởi vì là hắn từ song phương đối thoại trung, nhạy cảm bắt lấy tin tức hữu dụng. Sở dĩ ở quán cơm không động thủ, chỉ là cho đường ca mặt mũi, không muốn để cho hắn khó làm. Huống hồ đúng rồi, Uông Quần Hoa bạo đánh một trận, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, nói không chắc còn phải trị an xử phạt. Hắn lần theo tới chỗ này, ý đồ rất rõ ràng, đúng rồi để bọn họ nếm thử hoảng sợ tư vị, lấy tiêu mối hận trong lòng. Hơn nữa hắn có lòng tin sự tình làm kín kẻ không một lỗ hổng, này Uông Quần Hoa ít nhất cũng phải ở trong bệnh viện nằm thường mấy tháng. Thế nhưng hiện tại, hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý, một càng thêm kế hoạch hoàng mỹ nổi lên. Bạo đánh một trận chỉ có thể được tạm thời tính thỏa mãn, chỉ có ung quần hoa triệt để ở tinh thần thường phá vỡ, chúng bạn xa lánh, người người gọi đánh, ở gian thành lại không mạnh đất cắm dùi, mới thật sự là thoải mái. Vừa có thể giải quyết ngư đường hậu hoạn, lại có thể để hắn thân bại danh liệt. Lấy lục tranh bản lĩnh, hoàn toàn có thể làm thần không biết quỷ không hay bảo đảm uông quần hoa trải nghiệm một cái phiền muộn đến phong cảm giác kiên trì chờ đợi một lúc trong phòng rốt cục yên tĩnh lại vài câu không quá quan trọng vùng vặt đối thoại sau khi hồng nhạc ánh đèn rốt cục ảm đạm đi ba giờ sáng chính là ngủ cấp độ sâu thời gian hỏa kiềm lưu minh rón ra rón rén xuyên qua phòng hộ lan đẩy ra cửa sổ theo hồng nhạc rèm cửa sổ trượt tới trên mặt đất quay về mặt sau lưu năng sáng một cái tông nhau vào giờ phút này Lưu năng ở hồ hồng trạch rượu chè ăn uống quá độ hậu quả thể hiện ra, quá béo, kẹt ở phòng hộ lan bên trong, chính liều mạng đi vào trong chen. Đột nhiên hơi dùng sức, tăng một hồi hoạt tiếng vào, ung ục ung ụt ở trên sàn nhà lăn mấy lần, đụng vào một đống trong quần áo. Quần áo chồng nhúc nhích mấy lần, một cái đường viện hoa hồng nhạt áo ngực chui ra, không đầu con ruồi bình thường loạn va, thắt lưng cuốn lấy lưu năng phúc đủ, chỉ được phát sinh ý thức nói. Tốt a AH. hắc nhanh cứu cứu ta, ta cái gì cũng không nhìn đến. Vẫn lấy ý thức liên hệ lục tranh, tốt A huyền không có thổ huyết. Vẫn là ở linh trong nước phao thời gian tương đối dài lưu minh, thông minh rõ ràng cao hơn một bậc, vùng lên hỏa kìm, tiễn đoạn thắt lưng, mới đem lưu năng giải cứu ra. Lưu năng phát tiết như thế đi áo ngực thượng nệnh cho vài quyền, mới đem khí nhi tiêu. Lưu Minh đã sớm thuận ga trải giường, cẩn thận từng ly từng tí một bò lên giường, súc tu ở trong bóng tối tìm tòi một hồi chân trước ông lấy một cái điện thoại di động vương mình xuống giường lại bò lên trên bệ cửa sổ từ trong cửa sổ ném xuống rồi lục tranh thuận lợi tiếp được điện thoại di động chỉ xem bên trên hồng nhạc sát ngoài liền biết đây là này tay của người phụ nữ kia tác dụng có vẻ như không quá lớn đùng lại là một đồ vật ném lưu năng ở trên bệ cửa sổ dương dương tự đắc lay động súc tu thật giống lập công lớn như thế Lục tranh xoay tay nhìn xem, cả người đều Sparta, học thuốc lá to nhỏ, hồng nhạt, mặt trên ở lại điều tóc khai quang, phía dưới liền với một cái tuyến, tuyến cuối cùng một hình bầu dục trứng trạng vật thể. Là một người tinh nghiên quá các loại ái tình động tác mạnh nghiên cứu tăng, lục tranh đương nhiên biết này tà ác vật thể là cái gì. Lưu năng đồng chí, người có thể hay không làm điểm nhi đáng tin sự A. À. Cuối cùng vẫn là Lưu Minh tìm tới ung quần hoa điện thoại di động, lục tranh khởi động máy nhìn xem, cái này được, trượt giải tỏa, thông thạo mở ra thông tin lục sau khi, quay về Lưu Minh cùng Lưu Năng phát sinh chỉ lệnh. Bắt đầu hành động. Hỏa kiềm Lưu Minh múa lên tông nhau, dường như cắt chém kia như thế, bắt đầu ở trong phòng tàn phá lên, ga trải giường, thảm, quần áo, một cái đều không buông tha. Nắm đấm thép Lưu Minh nắm đấm bởi động tỉnh quá lớn, vì lẽ đó không có chấp hành phá hoại nhiệm vụ, mà là dựa vào hắn vô căn cứ trực giác, tiến hành sưu tập nhiệm vụ. Sau 10 phút, trang trí xa hoa gian phòng, đã vải vụn đầy đất, một đoàn tàn tạ. Lưu năng thu hàng rất phong phú, trên đầu cuốn quýt lấy dây chuyền vàng, trân châu dây xích, bạch dây chuyền vàng, trình nắm tay ở lại kim nhẫn, nhẫn kim cương, quả táo biểu, trong lòng ngực trả lại ông màu da trụ trạng vật thể. Trình độ như thế này phá hoại, đương nhiên có điều đáng nghiêng. Hai con quân tôm điệp la hán vặn ra cửa phòng ngủ, bắt đầu dết hướng về phòng khách, phòng khách, nhà bếp, lại từ lầu một vết hướng về lầu hai. Đầy đủ một canh giờ, chỉnh căn biệt thự quán vỉa hè, tường chỉ, rèm cửa sổ, trang sức vật, đều bị hai con quân tôn thần không biết quỷ không hay gieo và cái nát bét. Bốn giờ sáng, Lưu Minh cùng Lưu có thể bắt đầu chấp hành cuối cùng nhiệm vụ, biệt thự trung hết thảy biết đánh nhau mở vòi nước, toàn bộ vặn ra. Lui lại. Này căn biệt thự làm giả chí ít bách 800 ngàn, mang tới trang trí. Sáng sớm ngày mai, uông quần hoa nhất định phải phong đương nhiên còn có một cái để hắn càng tuyệt hơn vọng sự tình sắp phát sinh vốn là tác dụng không lớn nữ nhân điện thoại di động nhưng ngoài ý muốn phát huy tác dụng to lớn bởi vì là lục tranh ở tương sách trung phát hiện nhân dân quần chúng đạt được cực kỳ sung sướng trên giường bức ảnh bkb rất bạo lực cổ tính toán thời gian gần đủ rồi lục tranh từ uông quần hoa trong điện thoại di động tìm ra lão bà hắn điện thoại sau đó từ nữ nhân trong điện thoại di động tỉ mỉ chọn vài tờ góc độ chừng mực tuyệt hảo bức ảnh, ấn xuống gửi đi, cũng biên tập một cái tin nhắn. Tỷ tỷ, ngươi nhìn ta một chút này mấy tấm hình đập có được hay không? Đồng thời phi thường săn sóc gửi đi vị trí tin tức. Cho tới ung quần hoa điện thoại di động, trọng điểm quyển định nào đó cục, nào đó khoa, nào đó ca, nào đó, nào đó ông chủ, nào đó quản lý, lục tranh khà khà cười biên tập một cái tin nhắn. Thảo, đừng tưởng rằng lão tử thật sự điếu ngươi. Cậu bức, đem lão tử nóng bỏng, ta cái quái gì vậy giết chết ngươi bảo. Quân phát. Sau đó trọng điểm quyển định nào đó tẩu, nào đó tỷ, nào đó phu nhân, biên tập tin nhắn. Bảo bối, làm gì chứ? Ta nóng quá a, à, ngươi đưa ta giải giải nhiệt, được không? Cầu ngươi, phương thức gì ta đều tiếp thu, ta biết ngươi hội đến. Buổi tối ngày mai, ta ở Giang Thành quốc tế phòng ngăn chờ ngươi. Quân phát. Cuối cùng suy nghĩ một chút, cho lão bà hắn phát ra một cái tin nhắn. Lão bà, ngươi không ở nhà, ta ngủ không được. Ta nghĩ ngươi. Có mấy người là không cách nào bị cảm hóa, đê tiện là gián trả tốt nhất thủ đoạn. Làm xong tất cả những thứ này, lục tranh tiện tay đưa điện thoại di động ném vào đường nước ngầm, đem lưu năng thu thập chiến lợi phẩm, đóng gói một hồi, nghênh ngang rời đi xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu công cùng tên. Làm sáng sớm luồng thứ nhất thần hy xuyên qua phương xa lâu vũ, vương xuống đến thời điểm. Vắng lặng thành trung thôn bên trong, bỗng nhiên huyên nháo lên. Bốn chiếc màu đen xe con, biệt thự hoàn toàn vây quanh. Oanh oanh oanh. Một trận cửa xe tiếng vang. Một sắc đẹp bình thường nữ nhân, khóc nước mắt người giống như vậy, nắm điện thoại di động gào khóc nói. Ba, tên khốn kiếp này bắt nạt người. Ngươi phải cho ta làm chủ A. Ở nàng bên cạnh, một người có mái tóc hoa râm người đàn ông trung niên, ăn mặc đồng phục thái cực, chân đạp dày vải, kinh nghiệm lâu năm tan thương trên mặt da thịt trung động, trong mắt tràn đầy sát khí. Cho ta đem môn đập ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 48 chung 48 bắt Giang tại trận Converter B. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ông già này đúng rồi gian thành tiếng tâm lừng lẫy hoàng nhị gia, mặt thon dài, da dẻ hồng hạo, khuôn mặt đường viền mạnh mẽ dẻo dai, hai cái cao cao bốc lên hoa trăm lông mày, khảm một đôi thần quan lấp lóe con mắt, chầm râu tu bổ thể, rất có vài phần phong độ. Hắn từng là phía nam nào đó buôn lậu cá sấu lớn dưới trướng tướng tài, bởi vì ý hại người bỏ tù 6 năm, ra tù sau khi phát hiện quan phủ chiều gió không đúng, giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang, ở lại một đám tâm phúc tiểu đệ về đến cố hương Giang Thành. Dựa vào ra tay xa hoa, thủ đoạn tàn nhẫn, rất nhanh sẽ thống trị Giang Thành thế lực dưới đất. Cũng lấy làm gương phía năm nghệ giải trí phát triển hình thức, ở Giang Thành Đại làm thực nghiệp, từ từ ẩn vào hậu trường. Uông quần hoa yêu thích trêu hoa gẹo nguyệt trêu hoa gẹo nguyệt, hắn đương nhiên biết, có điều những chuyện này đối với hắn loại này trải qua hồng trần đại lão tới nói thực làm qua quyết bình bình, không đáng nhắc tới. Thế nhưng, không thèm để ý không có nghĩa là uông quần hoa có thể trắng trận không kiên dè trắng trận bắt nạt hắn khuê nữ. Này đối với hắn mà nói, là một loại khiêu khích, cực kỳ ngông cuồng khiêu khích. Giờ khắc này hắn hốc mắt hai khối bắp thịt hơi run run, hiển nhiên chính đang cường tự ngột ngạt nội tâm sự phẫn nộ. Hoàng nhị gia long hành hổ bộ đạp lên bậc cấp, lạnh lùng nói. Đập cho ta mở cửa. Bên cạnh hắn hai cái cao lớn vạm vỡ đầy mặt giữ tận tráng hán, hơi không người lên tiếng trả lời. Vâng, nhị gia. Sau đó từ xe con trong cốc xe lấy ra cờ lê cùng cờ lê ống, bắt đầu rắc rắc khiêu môn. Uông quần hoa đêm qua chơi có chút này, KTV bên trong một trận uống thả cửa, trong quán trà một trận đánh cược, trên giường hai tràng hàm chiến, bởi vậy ngủ khá là chết lộ ra nửa cái ngực bạch y nữ, nghe thấy một trận rắc rắc âm thanh, thiếu kiên nhẫn quấn lấy khỏa chăn, đột nhiên cảm giác thấy có cái gì không đúng, vừa mở mắt nhìn, cả người đều ngây người. gian phòng trên mặt đất khắp nơi đều vệt nước, bay từng tầng từng tầng trở nên trắng vải vụn nát mau, đột nhiên cả kinh, từ trên giường ngồi dậy đến, hét lớn. Hoa ca, hoa ca. Uông quần hoa thiếu kiên nhẫn trở mình, lẩm bẩm đến. Hống cái mau a à hống. Hoa ca, Ngươi. Ngươi mau nhìn. Uông quần hoa mí mắt hơi vừa nhất, ung ụt một hồi liền từ trên giường bò lên, đầy mặt kinh ngạc, theo sát liền nghe thấy dưới lầu cửa phòng cạch 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 hưởng. Da đầu của hắn tê rần, cái mông trần nằm nhoại trên bệ cửa sổ vừa nhìn, bá một hồi, mặt tái mét. Bạch y nữ không hề liêm sĩ trần trùng vọt tới bệ cửa sổ trước, chỉ liếc mắt nhìn, liền hai chân mềm nhũng ngồi trên mặt đất. Ngoài cửa sổ dừng một chiếc màu đen lăng chí, bốn nam nhân chính tựa ở trên cửa xe ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên mặt đều là không hiểu ra sao nụ cười bạch y nữ run như run cầm cập ông chặt lấy ung quần hoa chân nước mắt vàng dỗ nói hoa ca ngươi phải cứu ta cứu ta ta sẽ bị đánh chết cầu ngươi cầu ngươi cúc mẹ mày đi sát vách tự thân khó bảo toàn ung quần hoa đầy đủ biểu thị một hồi cái gì gọi là rút chim vô tình một cước đem bạch y nữ đá văng ra Vọt tới trước giường, thuận lợi chép lại quần tay liền hướng trên người bộ, một bên bộ một bên nỗ lực ra bên ngoài chạy. Tạp A một tiếng, cửa chống trọng đã bị tháo xuống. Tráng hán một cước phi đạp, trang phục môn trực tiếp sụp ra, bá một tiếng, phòng khách xúc tích một thước bao sâu thủy đột nhiên dâng lên. Hoàng nhị gia bên người một thủ hạ dưới chân trượt đi, ung ục một tiếng liền ngã xuống đất. Ngã chổng vó liền ngã chổng vó đi, tốt A có chết hay không hắn theo bản năng vơ vét một cái nắm lấy hoàng nhị gia quần. Mọi người đều biết, đồng phục thái cực loại này quần áo là không cần đai lưng, một cái căn trùng thằng lại thoải mái lại trang nhã. Khuyết điểm duy nhất đúng rồi, không quá bền chắc, vì lẽ đó thuận thế liền khoan khoái hạ xuống, mãi đến tận cước diện. Biến cố bất thình lình, lập tức liền thiểm mù mọi người hai mắt, hiện hóa đá trạng thái. Bá đạo một đời hoàng nhị gia, một tấm nét mặt già nua đằng một hồi liền đỏ này phân nhiều năm hàm dưỡng đi ra bình tĩnh, trong nháy mắt bị tiềm tạng ở bên trong tâm lệ khí thay thế được. Xã quần kẻ xui xẻo dập đầu như đảo tỏi nói. Nhị gia, nhị gia, ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý. Một bên cầu xin một bên cấp tốc ban hoàng nhị gia đem quần cho nói ra đi tới. Hoàng nhị gia bộ ngực chập trùng mấy lần, chân mày buông xuống, đưa tay nói. Cờ lê cho ta. Kẻ xui xẻo đúng quần bên trong nóng lên, uể oải trên đất cầu khẩn nói nhị gia tha mạng cái tay kia nhị gia tha mạng hoàng nhị gia gằn từng chữ một cái nào chỉ tay tên xui xẻo kia khóc nước mắt ào ào sợ hãi rụt rè đem tay phải đưa ra ngoài hai bọp một tiếng nương theo một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng duỗi thẳng tay 90 độ trực tiếp buông xuống người chung quanh rùng mình một cái tráng thượng thấm thượng một tầng mồ hôi lạnh. Hoàng nhị gia lạnh lùng nói. Đưa hắn đi bệnh viện. Sau đó cũng không quay đầu lại nhất theo cờ lê bước vào biệt thự, bước nhanh bước lên lầu hai cầu thang. Hai cái tráng hán bảo tiêu liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một câu nói. Uông quần hoa, tự cầu phúc đi. Chính lấy xét đánh không kịp bưng tay làm cái tư thế từ trong phòng ngủ ra bên ngoài trùng uông quần hoa, một tay cầm lấy áo sơ mi, một tay kéo quần lên vừa nhìn thấy tay cầm cờ lê đằng đằng sát khí hoàng nhị gia cả người run lên một cái hai đầu gối mềm nhũng thuận thế liền quỳ xuống toàn bộ thân thể bởi quán tính tác dụng lại dựa vào thủy ngâm sau khi nghiêm trọng hạ thấp ma sát hệ số dẫn đến ung quần hoa lấy một phi thường nghịch thiên hoặc quỳ tư thế xông ra ngoài trượt khoảng cách xa khuôn mặt vẻ mặt chi đặc sắc có thể so với xê la như vậy đặc sắc hoa lệ xin tha động tác Hiển nhiên cũng không có cảm động Hoàng Nhị Gia lập tức thả xuống cờ lê, lập địa thành Phật. Trái lại dơ lên cờ lê, lập địa thành ma, một mặt trêu tức có chút ma tính nụ cười, âm thanh dường như mang theo băng tra tử bình thường nói. Ngươi rất sẽ chơi A. À? Ba, ta sai rồi. Đừng có gọi ta ba. Hoàng Nhị Gia cầm cờ lê gõ gõ đầu của hắn, âm trầm nói. Ngươi được đó, chơi trò gian rất nhiều A. À? vừa nói một bên dùng cờ lê chỉ chỉ hắn đũng quần. Uông quần hoa cúi đầu nhìn xem, mặt đều tái rồi, đường hoàng ra dáng quần tay bị tiễn rách rách rưới rưới, dĩ nhiên đã biến thành quần yếm, ống quần đi xuống tất cả đều là phá động, dưới khố một đống cây nho phi thường hung hăng bãi ở bên ngoài. Uông quần hoa cả người rung lên, đầu cũng địa, rung lập cặp nói. Ba, ta thật sự sai rồi. Nói chuyện công phu, hoàng nhị gia tiểu con gái nhỏ, Uông quần hoa vợ chính thức đã đầy mặt giữ tợn xông lên, bóp lấy uông quần hoa cái cổ, bi phẫn mắng to. Ngươi cái quái gì vậy khốn kiếp, nhớ ta có đúng hay không? Nhớ ta thiến ngươi có đúng hay không? Ta bóp chết ngươi cái dết ngàn đau. Trên đất quẹo đánh một lúc, uông quần hoa vợ chính thức bỗng nhiên phản ứng lại, trát tác bắt tay nói. Cái kia hồ ly tinh đây, ta kêu là giết chết nàng không thể. Sau đó liền vọt tới trong phòng ngủ một bên bạch y nữ vừa gói kỹ lưỡng một cái giường đan cửa liền nhào tới một thế như hổ điên nữ nhân một phát bắt được tóc của nàng liều mạng lôi kéo đánh nhau trong miệng mắng ta đánh chết ngươi cái hồ ly tinh ta làm thịt ngươi cái hồ ly tinh ta để ngươi câu dẫn chồng ta ta để ngươi lôi ta đánh chết cái tao hàng uông quần hoa vợ chính thức hoàn toàn kế thừa chính là phụ tàn nhẫn phong cách lôi kéo bạch y nữ tóc kéo dài tới trước bàn trang điểm thuận lợi liền cầm lấy một cái tu lông mày kéo răng rắc răng rắc động lên tay đến. Thoáng qua trong lúc đó, bạch y nữ sống lớn liền bị tiễn thành ngốc lông dê, trên mặt bị kéo hoa một đạo một đạo, anh em cẩu gặm như thế, si cả người khang dường như con gà con tể như thế. Hoàng nhị gia cầm cờ lê, bốc lên uông quần hoa cầm, cười lạnh một tiếng, đùng đúng rồi một cờ lê. Uông quần hoa đầu loáng một cái, miệng đau tan nát cõi lòng, răng đều bay ra ngoài vài viên, bưng quai hàm mơ hồ không rõ nói. Ba, ba ta thật sự sai rồi sai ngươi kerlmer hoàng nhị gia không chút lưu tình người đứng đầu đập vào trên đầu của hắn xấu hổ nói ngươi cái quái gì vậy cánh cứng rồi không biết mình bao nhiêu cân lượng đúng hay không ta cho ngươi biết ngươi có dám bắt nạt ta khuê nữ đảm nhi đủ phì có tin ta hay không lập tức cũng làm người ta cắt ngươi mầm tai họa ba ta Bột một tiếng lại là một cờ lê Người đưa ta bò qua đến Uông quần hoa mặt đều bàn không ra hình thù gì Liên tục lăn lộn quỳ gối Hoàng Nhị Gia bên chân Cầu xin tha thứ Ba Ta sai rồi Ta sau đó cũng không dám nữa Vừa lúc đó Hoàng Nhị Gia hai con gái Uông quần hoa vợ chính thức Trong tay cầm lấy tóc Xả quá tới một người cả người xích quả nữ nhân Mảng đầu phiêu giật sóng lớn biến cẩu gặm như thế Trên mặt bị nạo vết máu loang lỗ a chính. Hoàng nhị gia lạnh lùng quát lên. Đem tiểu tử này hội sở cùng sòng bạc tài khoản tất cả đều cho ta đông lại. Đúng rồi, còn có này con tao hồ ly, cho ta xử lý sạch sẽ, dùng nước sôi, rửa sạch sẽ. Trần truồng quả thể bạch y nữ, hoảng sợ dường như tiểu chim cúc như thế xúc lên, khóc nói. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta thật sự không dám. Uông quần hoa khóc bong bóng nước mũi đều đi ra. Ba, ta thật sự sai rồi, ta sau đó sẽ đối với viên viên tốt đẹp. Ta xin thề, ta xin thề. Ta cút mẹ mày đi cái bức. Hoàng nhị ra một cước đá văn uông quần hoa, mắng. Cánh cứng rồi đúng hay không? Liên lụy họ chung đúng hay không? Đừng cái quái gì vậy cho rằng ta không biết, ta cho ngươi biết, ta ăn cơm sau ngươi ăn muối còn nhiều, tiểu tử ngươi trả lại nộn lắm, A chính, A quan, cho ta khỏe mạnh thao luyện thao luyện, để hắn dài một chút nhi trí nhớ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 49 Chương 49 Việt nghĩa chẳng từ Converter B Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Hoàng nhị gia ngang dọc giang hồ nhiều năm, am hiểu sâu giang hồ lập quy đặt chân chi đạo Uông Quần Hoa là con rể của hắn không sai, nhưng hắn cũng không phải là bởi vì là ngoại giá thú tình mà làm lớn chuyện, nguyên nhân chủ yếu đúng rồi uông quần hoa ăn cây táo rào cây sung, lén lúc cấu kết ngoại lai thế lực, nỗ lực lật đổ hắn ở gian thành địa vị. Hắn sớm đã có tâm gõ một cái hắn, để hắn rõ ràng hắn con cọp này trả lại không già cỗi. Hắn không phải không thương yêu chính mình con gái, nhưng tư tình nhi nữ hắn không quá nghĩ tới nhiều can thiệp, dù sao trong nhà còn có một mới vừa hai tuổi tiểu ngoại tôn. Vì lẽ đó chỉ là đông lại tài khoản của hắn, nếm chút khổ sở, hảo hảo mài dũ một chút, giả tâm thu lại một hồi cho tới người phụ nữ kia hắn từ đầu tới đuôi cũng không có nhìn thẳng nhìn một hồi hắn loại này lão hồ ly đương nhiên rõ ràng mạng người quan trọng một chuyện vì một bé nhỏ không đáng kể nữ nhân đi trên người quải một cái mạng vụ án hắn trả lại không ngốc cái gọi là xử lý lấy đe dọa làm chủ cụ thể thế nào theo hắn mười mấy năm a chín từ lâu xe nhẹ chạy đường quen không cần quan tâm uông quần hoa dường như chó mất chủ như thế bị từ biệt thự trong lôi ra ngoài ở vô số trào phúng ánh mắt nhang xạ nhét vào trong xe gào thét mà đi kinh nghiệm lâu năm thử thách bê xã hội tin anh phần tử thâu tình chiến tuyến kiệt xuất chiến sĩ uông quần hoa biểu hiện ủ rũ đầy mặt ảo não trong đầu một nửa nhi nước biển một nửa nhi hải con cua dời sông lấp biển loạn tung lên như hắn loại này sống trong nghề kết thù quá nhiều có hắn biết đến còn có hắn căn bản liền không biết, những kia mặt ở trong đầu giường như phim đèn chiếu như thế, mỗi người đều có hiểm nghi. Uông quần hoa khá là phiền, phi thường phiền, đặc biệt phiền. Muốn kéo tơ bóc kén bắt được hung phạm. Lão đoàn nói, cái này, trên căn bản, rất khó. Trận này nắm bắt Giang Hí đạo diễn kim biên kịch kim chấp hành đạo diễn lục tranh, đang ngồi ở trên ghế salon nhàn nhã gặm quả táo, cầm trong tay một tấm Giang thành địa đồ nam số một hỏa kiềm lưu minh, nam số hai nắm đấm thép lưu năng, chính nằm nhọi máy vi tính trung, tập trung tinh thần quan sát đáy biển kỷ lục thế giới mảnh, âm hưởng bên trong truyền đến chất phát trầm thấp giọng nam. Tọa đầu kinh, rộng khắp phân bố hậu thế giới các đại dương, thân dài thông thường có thể đạt đến 13. 1.5 m, thể trọng 25.30 tấn, tính tình dịu ngoan, quyến luyến tính rất mạnh, một chọi một kết bạn là thường thấy nhất tình huống. Lưu Minh dùng tông ngao khoa tay một hồi tọa đầu kình nhỏ bé, hỏi. 1.5 m là bao dài? So với ta trường sao? Lưu Năng ngơ ngác nói. Cá vòi, rất lớn, rất lớn. Lưu Minh gõ gõ giáp sát, ưỡng ngực nói. Ngươi xem ta có mấy tấn? Lưu Minh nín nửa ngày, nói. Tấn là có ý gì? Lục tranh bật cười, cầm trong tay quả táo hạch vứt ra một đường pa, ra, bồn rơi vào thùng rác, đứng thẳng người lên, cười nói. Hai người các ngươi gặp lại còn chưa đủ tọa đầu kình ăn một bữa đây. Tốt rồi, ta muốn ra ngoài, các ngươi cố gắng giữ nhà, chú ý bí mật. Giang thành tây núi cao đập chứa nước, vị trí giang thành tây giao tây trong ngọn núi đẹp đẽ, sức chứa một bảy trăm ngàn thước vuông, mặt nước ước sáu trăm mẫu, nước sâu bốn. Năm mét, thuộc về quốc gia tiểu nhị hình đập chứa nước, nằm ở hưng trung hà tây núi cao nhánh sông trung đoạn, bốn phía đều là núi hoang, ít dấu chân người. Nhất làm cho lục tranh tâm động chính là, đập chứa nước trung ương còn có một mảnh hơn 40 mẫu hoang đảo. Loại này loại nhỏ đập chứa nước, thuộc về quốc gia hết thảy, cấm chỉ buôn bán, thế nhưng có thể thông qua thủy lợi cục ký kết nhận thầu hợp đồng, chỉ cần không trở ngại được hồng cùng hạ du tưới, không tiến hành phá hoại tính khai phá, là có thể tùy ý phát huy. Nhận thầu giá cả rất rẻ tiền, 20 năm hợp đồng, một lần giao thanh năm vị trí đầu năm nhận thầu phí 26 vạn nguyên, đến tiếp sau nhận thầu phí dụng phân năm thứ thanh toán, nhận thầu 20 năm tổng cộng khoảng chừng khoảng 1 triệu nguyên. Hoàn cảnh hẻo lánh, câu thông hưng trung hà, nhận thầu phí dụng tương đối rẻ tiền, là lục tranh bước kế tiếp phát triển khá là địa điểm thích hợp. Vì lẽ đó hắn quyết định tự mình qua xem một chút, thuận tiện luyện hóa một chút, tiếp tục long lân tăng trưởng. Đơn giản thu thập một hồi đồ vật, Lúc sắp ra cửa, Lưu Minh cùng Lưu Năng đều truy tới cửa, ở lại chút ước mơ cùng khát vọng cảm tình truyền đến ý thức. Bệ hạ, chúng ta lúc nào đi đại hải? Đại hải. Lục tranh trên mặt ước mơ cùng ngóng trong không hề che giấu chút nào, tự tin nói. Rất nhanh, rất nhanh, một ngày nào đó, rồng về biển lớn. Lưu Minh cùng Lưu Năng nằm nhoài trên bệ cửa sổ nhìn theo Lục tranh đi xa sau khi, liếc nhau một cái, đều đầy bụng nghi hoặc một ngày nào đó đến tột cùng là một ngày kia gian thành tây núi cao phía đông chốc vót vùng phía tây bằng phẳng mà tây núi cao đập chứa nước vừa vặn xuất phát từ phía đông tối chốc vót trong núi dưới chân núi là tây tú hà cửa sông cửa sông hai bên phân bố khoảng chừng bảy tám cái thôn xóm vạn mẫu ruộng tốt tất cả đều dựa vào tây tú hà tưới trồng trọt một đường ngồi khoảng cách ngắn xe đò xốc nảy hơn hai giờ sau khi Lục Tranh ở khoảng cách Tây Tú Hà cửa sông gần nhất Đại Mãn Trang xuống xe, chuẩn bị theo Tây Tú Hà vào núi. Nhưng là chờ hắn đứng bờ sông thời điểm, sắc mặt liền biến dại ra lên, rộng rãi đường sông trung tất cả đều là khô nước đất vạn cát mịn, chỉ có trung gian một cái rửa phản phất rảnh thoát nước như thế dòng nước. Đây là Tây Tú Hà. Nhớ tới thượng hình ảnh bên trong cái kia bích lục trong chơi quyển như thác lưng ngọc bình thường Tây Tú Hà, lục tranh thực làm không thể tin được con mắt của chính mình, theo đê xuống tới đường sông bên trong, phả vào mặt một luồng mùi tanh tưởi tanh tưởi, nước sông xanh hóa như dội vệt sáng như thế, đừng nói cá tôm, liền ngay cả cái thủy tôm càng cũng không có. Này cái quái gì vậy là hà? Đây là nhà ai đường nước ngầm chứ? Lục tranh ngơ ngác ở đường sông bên trong đứng một lúc, quay đầu nhìn thấy ngạn cái trước ở lại che nắng mũ tay cầm cái quốc nông phụ, không nhịn được hỏi. Đại thẩm, đây là Tây Tú Hà sao? Đại Thẩm nhìn hắn một cái, gật đầu nói: "Ân a, à, làm sao biến thành như vậy? Ô nhiễm nghiêm trọng như thế." Đại Thẩm nhếch môi, mang theo giọng dễu cợt nói: "Ngươi hỏi chuyện này có cái gì dùng a, à? ngươi là làm quan. Ngươi có thể quản được." Lục Tranh cười nói: "Nói không chắc ta thật có thể quản quản đây." Đại Thẩm sững sờ, cười nói: "Được đó, ngươi muốn thật có thể quản." bọn ta đại mãn trang người cả thôn đều cho ngươi đưa cờ thưởng đi này tây tú hà sớm mấy năm trước còn rất tốt đây ba năm trước a à, đến rồi cái mối họa lớn đại thẩm hay là vội vàng đi trong ruộng làm việc miệng lưỡi cực nhanh đem sự tình ngọn nguồn đạo đi ra này tây tú hà biến thành như vậy cũng không phải là thượng du không có nước mấu chốt của sự tình chính là ở lục tranh chỗ cần đến Tây núi cao đập chứa nước ba năm trước có trấn sơn người nhận thầu tây núi cao đập chứa nước dùng để nuôi cá thế nhưng đập chứa nước dinh dưỡng tính rất thấp ngư hoạch ít ỏi nhiều năm liên tục lỗ vốn sau đó này nhận thầu ông chủ nghĩ đến cái tuyệt hậu lấy ở tây núi cao trong đập chứa nước kiến tạo ba tòa bá trung bá đập chứa nước mặt nước phân cách thành bốn khối ngăn cản đập chứa nước dẫn ra ngoài sau đó cần bón phân liêu ngư hoạch mới có thể cải thiện thế nhưng hạ du vạn mẫu ruộng tốt lập tức đứt đoạn mất nguồn nước hạn tình nghiêm trọng chịu đến toàn thể thôn dân mãnh liệt phản đối liên danh thượng bẩm báo trong thành phố thì ủy chủ quản lãnh đạo bởi vậy chịu đến xử phạt thừa bao lão bản nhân phá hoại sinh sản kinh doanh cùng trái với hợp đồng chịu đến trừng phạt đập chứa nước kinh doanh quyền không thu hồi thủy lợi cục theo lý nói chuyện này xem như là giải quyết bước kế tiếp đúng rồi dỡ bỏ đập nước mở ngăn nhường nhưng vấn đề liền xuất hiện ở này đập chứa nước vị trí, bởi vị trí hẻo lánh, sơn đào khó đi, loại cỡ lớn máy móc khó có thể thông hành, thi công tài chính khổng lồ, chấp pháp thi công phương án độ khó hệ số lớn, vì lẽ đó này dỡ bỏ đập nước sự tình một kéo dài lại kéo dài, đến nay đều có một năm rưỡi. Hạ du các thôn dân mấy năm qua thụ hạn tình ảnh hưởng, hàng năm nợ thu, ngày lướt qua càng là gian nan. Nếu như thật sự có thiện tâm người bỏ vốn dở bỏ đập nước, bọn họ tất nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Thì ra là như vậy. Một đường theo sơn đạo đi rồi hơn một giờ, lục tranh rốt cục nhìn thấy tay núi cao đập chứa nước, trong kho thủy mạch mênh mông vô bờ, cùng hạ du khô cạn đường sông hình thành mảnh liệt so sánh. Trong kho ba đạo rộng có thể được xe to lớn đập nước, vắt ngang ở bên trong nước, mặt nước phân cách thành bốn bộ phân, miệng cống gỉ tổn nghiêm trọng, chỉ có thể mở ra một phần ba, tiết thủy lượng cực nhỏ một bên là bích ba dập dần đập chứa nước, một bên là khô cạn da bị nẻ đồng ruộng, gần ba nghìn hộ bách tính lực bất tòng tâm không nói gì vấn thiên. Lục tranh hiểu rõ tương tình sau khi, chỉ do dự một chút, liền kiên định nhận thầu tây núi cao đập chứa nước ý nghĩ. Thân là thủy quân, trạch huệ muôn dân, việc nghĩa chẳng từ. Này đập nước ta xác định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 50 Chương 50 Cổ đại di tích Converter B Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đập chứa nước có cản hồng, trữ nước lũ, chứa nước lũ tác dụng là quốc gia phòng chống nạn hồng thủy, điều chỉnh dòng nước trọng yếu công trình thủy lợi. Tây núi cao đập chứa nước mặc dù là nhỏ nhất cấp 2 đập chứa nước, sức chứa có hạn, gánh chịu chống lũ trữ nước lũ nhiệm vụ cũng không nặng thế nhưng một khi phát sinh khá lớn tấn tình, những này loại nhỏ đập chứa nước phân lưu nạn hồng thủy ngưng lại nạn hồng thủy tác dụng cực kỳ to lớn. Thủy tụ mà thành hồ hải, lượng nước thì lại thành dòng suối. Bây giờ chính là mùa hạ, thường có mưa xối xả, trận mưa, là nạn hồng thủy phát hơn thời tiết, thông thường xưng là lũ mùa hè kỳ. Tây núi cao đập chứa nước bên trong kiến ba tòa đập nước, nghiêm trọng phá hoại đập chứa nước tác dụng nên có không chỉ có là hạ du mang đến hạng tình trả lại thượng du lưu lại nạn hồng thủy mầm họa một khi tấn tình bạo phát cần gấp tây núi cao đập chứa nước gánh chịu thoát lũ nhiệm vụ ba tòa đập nước liền từ chém đầu hạp biến thành chướng ngại vật phải có thận tin tưởng liên quan với này quốc gia thủy lợi bộ ngành rõ ràng trong lòng thế nhưng là không tri ngộ lên cái gì gây khó dễ chậm chạp cũng không có khai triển dở bỏ công tác lục tranh thân là thủy quân Thế nhưng muốn tay không tháo dỡ vạn tấn bê tông kiến tạo đập nước, lực có thua. Có điều hắn cũng không phải rất lo lắng, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, dùng tay sách không xong, vậy chỉ dùng tiền đập chết. Cổ có sức sinh sản siêu quần tự tin tăng cao ngu công, có thể ở lại đời đời con cháu dời núi. Lục tranh đồng dạng sắp có được 20 vạn quân tông bộ đội, có thể một bên dùng tông ngao mỗi ngày đào đồng, một bên chế tạo con tông nhỏ, tiểu con tông nhỏ, trình diễn quân tông tuốt bá quan phủ kéo nửa năm đều không lập ra cụ thể phương án, lục tranh đương nhiên sẽ không trâu bò đến hổ khu chấn động, hổ tiên vung một cái, liền dễ như ăn cháo đem đập nước cho niệu không còn. Nhất định phải bàn bạc kỹ càng, chỉ ít đến muốn từ thủy lợi cục đánh tra rõ ràng đập chứa nước tình huống cụ thể, cùng với dỡ bỏ đập nước đại khái quy trình. Quảng thời gian này, vừa vặn có thể mang ngư đường nuôi thả tôm miêu bồi dưỡng thành quân tôm. Lục tranh quay chung quanh đập chứa nước xoay chuyển hai vòng, phát hiện nơi này xác thực ít dấu chân người đầu tiên là đập chứa nước bốn phía sơn mạch chót vót gồ ghề liên miên không ngừng đập chứa nước vây quanh trong đó ngoại trừ hạ du đập nước miệng cống có một cái đường nhỏ đập chứa nước thượng du liền dứt khoát không có đường đây đối với nuôi trồng hộ tới nói khẳng định là một đại tai hại thế nhưng đối với lục tranh tới nói thực làm là chuyện tốt to lớn càng là bí mật càng lợi cho tu luyện tìm cái cỏ dại thành bụi thủy loan lục tranh cởi quần áo ra một con đâm vào trong nước đập chứa nước trường kỳ bỏ xó thủy biến chất vô cùng vẫn đục cá tôm khả năng trải qua xét nhà thức vớt vì lẽ đó tồn lượng vô cùng ít ỏi ở đập chứa nước bơi thật lớn một vòng lòng khí toàn bộ phát tán ra chu vi mới mấy trăm điều bán có lớn hay không cá chép cùng cá trắm cỏ lục tranh có chút thất vọng xem ra cá trắm đen vương như vậy tồn tại xác thực bổ nhào để đấu hoàng như thế hiếm như lá mùa thu a tổng tham mưu trưởng gặp lại một km tới đây thôi bá trung bá, lục tranh lẻn vào đáy nước, một đường cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện thi công chất lượng xác thực thấp kém, rất nhiều nơi đã rạn nứt, đập nước dưới đáy thậm chí bị bùn cát lao ra mấy đạo chỗ hỏng, dùng tay đào ra bùn cát, thình lình có thể phát hiện trong đó bỏ thêm vào vật dĩ nhiên đúng rồi phổ thông đá vụn, bê tông nghiêm trọng thiếu hụt. Nguyên tới vẫn là đậu hũ nát công trình A. Du du, lục tranh bắt đầu cảm thấy là lạ, bởi vì là ở đập chứa nước chính giữa có một đạo to lớn vết nước, vết cắt bằng phẳng, rõ ràng là loại cỡ lớn đào móc công cụ thi công mà thành. Theo vết nước một đường đi xuống du, thủy biến chất đục không chịu nổi, tầm nhìn có chút mơ hồ, thế nhưng lục tranh ánh mắt lại càng trừng càng lớn, vết nước dưới thấp nhất, dĩ nhiên có màu xanh điều thạch xuất hiện, đại thể cũng đã tổn hại, còn có mấy tôn tàn tạ pho tượng. Đập chứa nước phía dưới từng có cổ đại di tích, Đồng thời một đáng sợ suy đoán ở trong đầu hiện lên, nhận thầu đập chứa nước ông chủ tuyệt đối không phải vì nuôi cá mới xây dựng đập nước, vô cùng có khả năng chính là vì đào móc cổ đại di tích. Bởi vậy, lục tranh trong lòng một nỗi băn khoăn từ từ mở ra. Dỡ bỏ đập nước đều gian nan như vậy, lúc đó kiến tạo đập nước độ khó càng to lớn hơn. Nuôi cá mới có thể kiếm vài đồng tiền, phỏng chừng 10 năm cũng chưa chắc có thể đem kiến tạo đập nước thành phẩm mò trở về. Kiến tạo đập nước thời điểm, cần lấy sạch một phần hàng mực nước thấp bọn họ mới có thể thuận lợi đào móc cổ đại di tích mà cái gọi là kiến tạo đập nước chỉ là một che giấu tai mắt người danh nghĩa theo màu xanh điều thạch chỗ hổng một đường hướng phía dưới lục tranh suy đoán đã biến thành sự thực điều thạch chỗ hổng dĩ nhiên là một tòa thật to thạch thính thạch thính ở ngoài có hành lang hành lang hai bên lại có sa mã khanh cùng tuẩn tán khanh lẽ nào là cổ mộ nhưng là ở thạch thính tinh tế kiểm tra sau khi, lại làm cho hắn đại cao mày, bởi vì là trong phòng đá cũng không có bất kỳ quan tài còn sót lại, trái lại vị trí trung tâm trên chết ngược lại một tòa khắc đá pho tượng. Pho tượng thường tràn đầy nước buồn, tàn tạ không thể tả, đầu, cánh tay đều phân da. Xem đại khái hình chế độ, ống tay áo trường sam, mặt ngoài có gỉ xét dấu vết, như là trải qua vết thương sơn, bước đầu phán đọc hẳn là cổ đại miếu thờ trung cung phụng tượng Phật một loại đồ vật lục tranh không phải hồ bát nhất bên người ngoài trừ một đám đần độn ngốc ngư không có vương bàn tử đối với loại này nghi tự cổ mộ tồn tại thực sự không cách nào phán đoán trong đại sảnh cũng không có thu hoạch gì lục tranh bắt đầu đi hành lang bơi đi ngoại trừ phát hiện mấy cái kỳ kỳ quái quái bình bình lon lon ở ngoài không có cái gì đại thu hoạch bơi tới tuẩn tán khanh thời điểm lục tranh ăn nhiều vài kinh hắn đã làm tốt gặp phải khô cốt chuẩn bị tâm lý lại phát hiện trước mắt là một to lớn mai rùa bùng cát trung tìm kiếm một hồi đào ra thật nhiều vỏ trai sò so biển một bên khác xa mã khanh càng thêm kỳ hoa sụp đổ càng xe nơi nằm một cái khổng lồ chất liệu đá cự ngư mai rùa sò so biển kéo xe cự ngư còn có phòng khách pho tượng người vương hầu kia tương quan to hiển quý sẽ cần mai rùa chôn cùng cự ngư kéo xe càng nghĩ càng là hoảng sợ lục tranh vội vàng trở về phòng khách ở mỗi một góc bên trong đều cẩn thận đẩy ra bùng cát tìm kiếm rốt cục ở một cái thạch trong hố tìm tới pho tượng đầu lâu ngương như thế đầu mặt trên che kín nhăn nheo một tấm rộng khẩu đỉnh đầu hai cái gãy vỡ sừng hưu long vương gia lục tranh bỗng nhiên cả kinh bay lên một khó mà tin nổi ý nghĩ chỗ này lẽ nào là long vương hố chôn ý nghĩ này để cả người hắn đều ngay người lập tức hắn cũng không quay đầu lại từ hố chôn trung du đi ra liền thủy mạch cũng không kịp luyện hóa mặc quần áo vào liền hướng lai lịch chạy đi làm quỷ thổi đèn não tàn phấn lục tranh phi thường rõ ràng một cổ mộ tồn tại cùng chu vi sinh trưởng ở địa phương bách tính thường có quan hệ giật sự kỳ văn truyền thuyết những thứ này đều là tìm kiếm cổ mộ manh mối đại mãn trang lục tranh vào núi cái thứ nhất thôn xóm ở đại mãn trang cửa thôn dưới bóng cây nhìn thấy mấy cái lão nhân chính câu được câu không trò chuyện đầu mỗi người tóc hoa râm thân hình lòng khọm những lão nhân này ở dân bản xứ trong miệng có một phi thường khó nghe xưng hô chờ chết đội. Đúng, những này đi vào sinh mệnh thời kỳ cuối lão nhân, không còn bất kỳ giấc mơ cùng hy vọng, hay là ở một ngày nào đó, tán gẫu liền thiếu một cái, mãi đến tận này một làn sóng lão nhân tất cả đều từ trần, đổi thành khác một làn sóng lão nhân tọa dưới tàn cây, chưa bao giờ đoạn tuyệt. Lục tranh đến gần, móc ra điếu thuốc, cười nói. Đại gia, đại gia, hỏi các ngươi ít chuyện được không? À, vài cái ông lão mờ mịt nhìn hắn, hiển nhiên đều có chút ngẩn ngãn không hề nghe rõ chỉ có một vị lưng đều đà thành công lão nhân lẩm lẩm liệt liệt tiếp nhận mắt nghe thấy một hồi nói hầu sinh tử ngươi muốn hỏi gì nhỉ đại gia ta nghĩ hỏi hỏi các ngươi nơi này có hay không cái gì truyền thuyết liên quan với long vương gia ngươi hỏi cái này làm gì long vương gia cho ngươi báo mộng ta lục tranh sặc một cái cười rạng rỡ nói là như vậy, ta là kinh thành hộ bát nhất đại học khảo cổ chuyên nghiệp nghiên cứu tăng, ở viết một phần Long Vương gia đến tột cùng là thật hay giả luận văn, hạ xuống thải phong đến. Một ông lão đưa lỗ tai, nhếch không răng miệng, chen lời nói. "Ngươi là mây?" Ta nói một mình ngươi trẻ tranh to xác, học cô nương kia trò chơi làm gì? Lục Tranh một mặt đau bi nói. "Đại gia, ta không là mây, là thải phong, đúng rồi thu thập" thu thập Long vương gia tư liệu Long vương gia kha kha trước ông lão móc ra cái bật lửa nhen lửa mỹ mỹ hít một hơi nói chuyện này thật là có a à. ông nội ta cho ta giảng quá nằm đó a à. Long vương gia ở chúng ta nơi này hô mưa gọi gió này phong a à. ô ô này lôi nha quần lót quần lót này vũ a ao ao đột nhiên liền cắt la rôm rớp một hồi trên trời rớt xuống cái hỏa cầu lớn Long Vương gia không chú ý, cho tập trên đầu, ai nha? Cả người đều cháy, cái kia đau nha, gào gào kêu to, gào gào tán loạn a. À. Sau đó thì sao? Sau đó a, à, ông nội ta không thấy đường, té ngã trong rãnh nước, nhất trở lại liền không khí nhi. Lục Tranh, đại gia, ngài nén bi thương thuận biến a. À. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video